Xin chào quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện ngắn đến từ tác giả Nho Hưng có tên gọi Xa Cơ Về Sắc. Và đây là một bộ truyện chỉ bao gồm có 2 tập mà thôi. Và tựa đề của bộ truyện này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Câu chuyện của chúng ta kể về một anh chàng thiếu gia ăn chơi chắt táng và cả một sự nghiệp cơ đồ mà bố anh để lại rất có thể sẽ bị tiêu tan vào tay của một người phụ nữ. Vậy thì nội dung câu chuyện này diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng Văn Sa đến với những tình tiết đầu tiên của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 1 bộ truyện Xa Cơ Về Sắc, tác giả Nho Hưng qua phần diễn đọc của anh Sa. Như một thói quen thường nhật, ngày hôm nay đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng thì Quân đã có mặt tại công ty của mình trong bộ dạng ăn mặc rất lịch thiệp và dễ nhìn. Bộ vest màu xanh da trời được cài khuy cẩn thận. Phía bên trong là chiếc sơ mi màu trắng ngà và trên cổ chiếc sơ mi đó vẫn không quên điểm trang thêm cái cravat màu xanh dương, nom Quân rất phong độ. Chiếc đồng hồ không biết là nhãn hiệu gì nhưng mà được mạ một lớp vàng óng đang bó sát cận cuối ống tay áo và sợi dây chuyền bạc ở cổ, to bằng ngón tay út, thi thoảng lại đung đưa trước ngực áo, như những thứ điểm xuyết tuyệt vời để nâng vẻ đẹp của Quân lên mấy bậc nữa. Đang ngắm mình và vuốt tóc trước tấm gương cầm tay, vừa móc trong túi quần ra thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Quân vừa đưa qua lại cái lược trên mái tóc, miệng vừa nói. Ai thế? Mời vào. Cánh cửa vừa bật mở, trước mặt của Quân là một cậu nhân viên đang khúm núm đi vào với vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cứ y như là cậu là một người phá đám trong một cuộc họp quan trọng vậy. Quân liếc nhìn rồi lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Cậu kia chắp hai tay trước bụng, ngập ngừng rồi hỏi. Dạ thưa anh, hôm nay ăn sáng món gì để em cho người gọi đồ cho anh ạ? Quân vẫn chưa trả lời. Dường như là cậu đang chăm chú vào mái tóc của mình qua tấm gương nhỏ trên tay. Cậu nhân viên kia lại tiếp tục nói. Dạ thưa, ngày hôm qua thì anh ăn mì vịt tiềm rồi. Hay là ngày hôm nay để em cho người gọi về cho anh một suất phở dê bát đá cho anh đổi khẩu vị nhé. Quân toan phì cười thế nhưng quắc mắt ra oai, cố không để cho nhân viên của mình thấy mình là người dễ dãi. Cái gì? Cậu bị dở hơi à? Thế cậu đã bao giờ ăn phở dê bát đá chưa? Chắc chắn là chưa. Mà nói vớ vẩn như vậy. Thấy mấy lời nói như gắt của giám đốc Quân, cậu nhân viên kia với vẻ lo sợ vội vàng nói. Dạ đúng là em chưa ăn bao giờ. Thấy người ta cứ nói là ngon, em mới định cho anh đổi khẩu vị. Chứ em cũng nào biết được nó ra làm sao đâu. Quân đã bôi cao và vuốt sáp xong trên mái tóc của mình. Cậu ta vừa cho tấm gương vào trong túi quần, vừa ngước nhìn cậu nhân viên của mình như để giải thích cho cậu nhân viên não ngắn kia hiểu được rõ. Tại sao lại gọi là phở dê bát đá? Là bởi vì để phân biệt nó với phở ăn vào bát bình thường. Mà đã khác về tên gọi thì cách ăn nó cũng khác. Cậu hiểu chưa? Chả chịu tìm hiểu về ẩm thực gì cả. Thảo nào thời gian gần đây tôi thấy không ngon miệng về đồ ăn mà các cô các cậu đặt cho tôi. Làm ăn như thế thì chết dở. Cậu kia nghe xong sợ quá trước những câu nói của vị giám đốc. Cậu ta cố gắng hạ mình xuống. Dù cho có trở thành một kẻ ngu độn đi chăng nữa thì cũng được. Miễn sao đừng để cho Quân mất lòng. Khuôn mặt ngu ngơ của cậu hỏi Quân. Dạ, báo cáo anh. Em quanh năm suốt tháng, cơm hàng cháo chợ. Nói thật là dù có thời gian đi chăng nữa, thua kinh tế lép về mọi mặt anh à. Nhưng mà thưa anh, anh nói rằng gọi bát đá để phân biệt với loại phở bát bình thường. Nhưng mà khi ăn thì cách thức nó khác nhau là như thế nào anh? Nhân đây anh nói luôn cho em biết được vả. Để sau này có gì, em còn thành thạo hơn khi mà order đồ ăn cho anh ạ. Quân thở dài một tiếng, đưa mắt lên chỉ chít cho cậu nhân viên của mình, để minh chứng một điều, mình là người sành sỏi trong ẩm thực. Nó khác nhau là bởi vì phở dê bát đá, họ bỏ nước dùng vào trong cái bát bằng đá rồi nấu sôi lên. Và vì đá nó giữ nhiệt tốt,
và nhiệt độ cũng nóng hơn trong tô sứ. Nên khi bê ra cho thực khách, thì cái nước dùng đó nó vẫn còn đang sôi sùng sục. Và khi đó thì bánh phở và thịt hoàn toàn đang sống hết. Khách hàng sẽ nhúng vào ăn trực tiếp trong đó, như là ăn lẩu vậy đấy. Hiểu chưa? Nói xong thì Quân khẽ khẽ lắc đầu ra chiều mệt mỏi khi nhân viên của mình quá kém hiểu biết về mảng ăn uống. Quân nhấp chén trà đang để ở bên cạnh, khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút, rồi chép chép miệng để cảm nhận vị ngọt của thứ trà móc câu hảo hạng, và lại nhìn cậu nhân viên kia nói tiếp. Nói cho cậu biết như vậy thôi, chứ cái món đó thì tôi ăn nát mấy cái quán ở đất thủ đô này rồi. Nói chung chỉ ưng được mỗi cái nó nóng, chứ so ra có khi là còn thua mấy quán phở truyền thống ấy. Thả cơ thể thật mạnh vào chiếc ghế xoay, rồi đưa mắt ngó lên trần phòng. Quân nói. Hôm nay tự dưng tôi lại thèm bánh cuốn thanh trì. Thế cậu order cho tôi một suất đặc biệt về đây đi. Nhớ là lấy ít bánh thôi. Ăn không hết, lãng phí. Bây giờ ăn thưởng thức là chính. Có phải ăn no đâu. Mà các cô các cậu món gì cũng mua về đầy áp như thế. Cứ làm cứ như cái cảnh 545 không bằng ấy. Để minh chứng cho lời nói của mình có cơ sở, Quân dẫn chứng. Giống như ngày hôm qua đấy. Một bát mì Việt tiềm ngon như vậy, giá như mà chỉ có 1/3 số mì đó thôi, thì nhìn tôi sẽ không bị ngán, và ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Đằng này làm cho một bát đầy như mà tổ ông ăn mày thế, nhìn đã thấy không muốn ăn nữa. Đấy cũng là tôi nhắc luôn, để cho các cô các cậu rút kinh nghiệm những lần sau. Người nhân viên gật đầu lia lịa, nói vội mấy lời rồi bước ra. Dạ vâng, em hiểu rồi. Khi nào bánh cuốn giao đến, em bê vào cho anh nhé. Em xin phép về làm việc đây ạ. Vừa nói, cậu vừa quay gót trở đi. Nhưng chưa ra khỏi cánh cửa thì Quân đã gọi lại. À bà này, cậu Tiến. Tôi hỏi cái này đã. Cậu nhân viên tên Tiến tiến lại lật đật quay gót, đứng trước mặt của Quân chờ lệnh. Quân lôi trong đống sách đang chồng phía trước mặt của mình một tờ giấy, có con dấu đỏ trong đó. Nhưng mà hình như nó không được Quân coi trọng cho lắm. Vì vậy mà phải dở đến 4 năm nếp gấp thì mới hiện nguyên hình của một bản báo cáo. Quân chỉ vào rồi nói. Cái bài báo cáo sơ sài như thế này, thế mà các cô các cậu cũng làm được. Thế này thì công ty kia đời nào người ta chịu ký hợp đồng với bên mình. Làm lại ngay lập tức cho tôi. Sau đó mang lên đây, tôi kiểm tra lại. Các cậu toàn là trình độ đại học cao đẳng. Mà sao trí tưởng tượng thấp như thế? Cái một thành tích ngắn cún như thế này, nhìn đã không có cảm tình rồi. Tiến xem qua tờ giấy rồi nhỏ giọng phân trần. Dạ, có mà thưa anh. Em thấy đúng đấy chứ ạ? Em thấy đầy đủ lắm rồi cơ mà. Ôi giời ạ, nói như thế thì hỏng bét. Được là được thế nào? Cứ thêm pha vào cho nó hoành tráng lên. Ai yêu cầu các cô các cậu nói đúng 100% làm gì? Cứ phóng đại lên đi. Cái nào chưa đạt thì mình cố gắng thêm chứ có cái gì đâu. Làm thật ăn cháo, làm láo thì ăn cơm. Thôi, đi gọi đồ ăn sáng cho tôi rồi triển khai nhanh đi. Cứ theo ý tôi mà làm. Buổi chiều mang lên đây để tôi phê duyệt xem thế nào. Tiến định đi ngay, nhưng mà anh ta vốn tính hay thắc mắc nên hỏi lại. Vâng ạ, cái đó thì dễ thôi ạ. Cơ mà sao hôm qua lúc cô thư ký cô ấy mang cho anh ký, thế anh lại ký à? Anh không ký thì đời nào bên văn thư họ dám cộp dấu đỏ như thế này. Quân hơi xấu hổ, cậu ta biện mình. Thắc mắc cái gì? Tôi ký là bởi vì tôi tin tưởng trình độ các cô các cậu. Chứ tôi mà biết thế này còn lâu nhé. Từ nay trở đi, tôi sẽ không có chuyện tin vào khả năng các cậu nữa. Cái gì cũng phải một sở thị thì tôi mới tin. Thôi, đi triển khai công việc đi, muộn rồi đấy. Tiến miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Tiến vừa đi thì các điện thoại trong túi áo của Quân bất ngờ rung chuông. Quân lôi máy ra và phát hiện người gọi đến cho mình là ông bố. Quân quay trở lại với giọng nghiêm túc đáp. Dạ vâng ạ, con nghe đi bố. Tôi có việc gì không hả bố? Đầu dây bên kia ông bố Quân cũng giọng điệu nghiêm túc. Này con, bố nhắc lại là chiều mai sẽ có cuộc họp của bên công ty Thành Mai để bàn về kế hoạch hợp tác đấy. Mọi giấy tờ và văn bản, các thứ, con phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Thế con mà để lỡ cơ hội hợp tác với bên đó thì phí lắm đi nhá. Nhớ nắm bắt cho tốt.
Thành Mai sẽ là một chiếc bàn đạp vững chắc để đưa công ty Minh Quân của chúng ta tiến thêm mấy bước nữa đấy con à. Ông nói dứt câu thì Quân đỡ lời ngay. Dạ vâng ạ. Con cũng đang lo lắng lắm đi. Bố cứ yên chí đi. Giấy tờ kế hoạch phát triển con đang cho nhân viên triển khai soạn thảo. Tốt lắm. Ông bố đang định tắt máy thì Quân đề nghị thêm. À bố ơi, hay là cuộc họp chiều mai bố cùng đến tham dự được không? Con cũng mới đảm nhận công việc, thành ra những cuộc họp lớn như thế này cũng không được tự tin cho lắm. Dù gì thì bố và ông Thành bên phía công ty đó cũng là đối tác với nhau một thời gian. Vì vậy mà dù bố đang nghỉ việc, nhưng mà có tiếng nói của bố thì vẫn chất lượng hơn chả. Ông Minh ở đầu dây bên này thở dài một tiếng. Khá lâu thì ông mới miễn cưỡng đáp lại. Thế việc này để bố tính xem sao đã. Con cứ lo giấy tờ cho đầy đủ, hoàn chỉnh đi. Thế rồi về tối bố bảo nhé. Nói dứt câu thì ông tắt máy và Quân cũng như vậy. Nghe bố của mình nói, tự dưng Quân cảm thấy hơi nóng ruột. Nếu như cuộc họp ngày mai không quan trọng, thì bố mình đã không liên tục gọi điện thúc giục phải chuẩn bị chu đáo như vậy. Cậu đang thử người chưa biết tính như thế nào thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người bước vào từ cửa lại là Tín, trên tay bê một cái khay inox. Trên đó có một đĩa bánh cuốn còn nóng hổi, một đĩa chả giò bóng mượt, cùng một bát nước chấm màu cánh gián. Bên trong có để một ít rau thơm và mấy cục chả nướng thơm nước muối. Tiến đặt khay bánh xuống trước bàn uống nước bên phía tay trái vị trí ngồi làm việc của Quân, rồi niềm nở mời. Dạ thưa anh, bánh cuốn có rồi đấy ạ. Anh tranh thủ dùng cho nóng. Từ tranh thủ dùng trong hoàn cảnh của Quân hầu như không lúc nào là hợp lý cả. Bởi vì thực ra cậu ta có khi nào bận bịu việc gì đâu. Nhưng mà thấy Tiến vào, cậu ta cũng giả vờ gõ gõ vào màn hình máy tính như là mình đang chăm chú làm việc lắm ấy. Nhưng mà Tiến đâu có biết lúc này màn hình laptop của Quân đang hoàn toàn là màu đen bởi vì máy còn chưa khởi động. Quân giả vờ rồi nói. Rồi, cứ để đó mặc tôi đi. Cậu về phòng làm việc đi. Tôi gõ xong bản này, tôi lại ăn nhé. Tiến vâng dạ rồi lui gót quay trở ra, trả lại không gian riêng tư cho Quân. Khi Tiến đi rồi thì Quân lao lại ngay bàn uống nước, nơi có đĩa bánh cuốn đang đặt ở đó. Cậu tháo giày ra rồi co quắp chân lên chiếc ghế sofa, bắt đầu thưởng thức. Quân có một thú vui đó là thưởng thức ẩm thực, vì vậy mà các món ăn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Quân. Mỗi buổi sáng, bà mẹ đều dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng mà hôm nào đến công ty, Quân cũng bắt nhân viên của mình phải thân chênh đi mua đồ ăn sáng. Ngoài việc được thưởng thức thì Quân có cảm giác như khi đó mình được hầu hạ, giống như một ông hoàng thời xưa vậy. Quân mới lên nhậm chức giám đốc của công ty hơn một năm nay. Trước đây thì ông Minh, bố của Quân, là người đảm nhiệm chức vụ này. Để nói về sự thành lập của công ty Minh Quân này thì phải lùi lại thời gian từ mấy chục năm về trước. Khi đó thì chàng trai tên Minh cũng là một người đi ra đời lập nghiệp như bao nhiêu người thanh niên khác. Đúng là mỗi người mỗi số. Ông Minh xin vào làm cho một tổ thợ xây dựng ở trong mái miền Nam. Hôm đấy tổ thợ của ông thi công đào móng nhà cho một gia chủ tương đối giàu có vào thời bấy giờ. Vốn dĩ thì ông là một người rất siêng năng, mà tổ thợ của ông làm theo kiểu làm khoán, tức là giao cho một công việc với số tiền nhất định nào đó. Nếu như hoàn thành sớm tiến độ hoặc là chậm thì số tiền công đó cũng không thay đổi. Ông được nhận nhiệm vụ đào móng, và ngày hôm đấy khi ăn cơm xong, cả tổ thợ đang nằm trong lán nghỉ trưa thì ông một mình vác sẻng ra làm. Vận may cũng đã tìm đến với ông vào cái buổi trưa hôm đó. Mới được trường độ 5 nhát sẻng thì ông đào trúng phải một cái hũ nhỏ bằng sành. Nghĩ rằng đó chỉ là đá thôi nên ông dùng xà beng cậy lên để tiếp tục công việc. Nhưng mà khi cái xà beng vô tình đào trúng vào miệng chiếc hũ đó thì nó vỡ ra và từ trong hũ ao ra một số lượng vàng rất lớn, làm cho ông đứng hình mất một lúc khá lâu. Ông thầm mừng trong bụng rằng cuối cùng thì ông trời cũng nhìn thấy sự khổ cực của ông mà ban phát cho ông diễm phúc này. Ông nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người vẫn đang say giấc trưa, không có động tĩnh gì cả. Ông khéo léo cởi chiếc áo lao động bên ngoài, rồi đùm hết số vàng đó lại, và ngay trong buổi trưa đó ra đón xe trở về quê ngay lập tức. Lúc đó thì Quân mới chỉ độ hơn 5 tuổi mà thôi. Có tiền rồi thì ông không chịu để số tiền đó nằm chết. Vốn trời sinh cho ông bản tính, có đầu óc thương mại.
ông đã liên tục chăm chỉ dùng số tiền đó kinh doanh trong nhiều năm liền. Và sau cùng thì đúng như cha ông ta ngày xưa đã dạy, phi thương thì bất phú. Ông tự mở cho mình một công ty riêng, giữ chức tổng giám đốc cho đến cách đây hơn một năm, thì ông quyết định lui về để đưa người con trai duy nhất của ông, tức là Quân, lên nắm giữ chức vụ này. Bởi vì ông biết đã đến lúc cho con của mình vật lộn trên thương trường để lo toan cho cuộc sống. Trái ngược hoàn toàn với bản tính của ông Minh, Quân là một thanh niên bởi vì sinh ra ở Vạch Đích nên lúc nào cũng mang trong mình cái tính ỷ lại. Cậu chỉ có một ưu điểm nổi bật, đó là tiêu tiền không biết sót. Lúc ủy quyền lại công ty vào tay con trai, ông Minh đã tha thiết nói: "Con à, cái nền móng thì coi như bố đã xây dựng xong rồi đấy. Bây giờ đã đến lúc con phải tự sinh tự diệt trên thương trường. Cái công ty này sẽ đi về đâu hoàn toàn phụ thuộc vào con. Con cố gắng hết sức, đừng để bố thất vọng. Bây giờ thì bố cũng có tuổi rồi, sống chết là chuyện không thể nào đoán biết trước được. Bố giao lại toàn bộ công ty cho con để con điều hành. Hy vọng là con sẽ đưa nó lên những tầm cao vượt trội hơn cả khi bố còn tại vị." Quân nghe xong thì mừng lắm. Vốn dĩ là người hào hoa và hay khoe mẽ. Lúc đầu thì Quân cứ nghĩ làm giám đốc thì cái trước tiên mình nhận được đó là sự uy quyền. Còn công việc thì đã có nhân viên lo hết, chỉ cần ngồi đó hưởng thụ thôi. Ngay ngày đầu tiên khi Quân khoác bộ vest đến ngồi trước tấm biển có ghi dòng chữ Tổng Giám đốc Lê Mạnh Quân. Khi đó thì điều đầu tiên, đó chính là Quân sẽ đi mua sắm một cái kính không độ, rồi khuôn mặt thật đăm chiêu nhìn vào camera của điện thoại để làm một bộ ảnh. Chụp ảnh xong thì Quân liền tức thì úp ngay lên Facebook với một caption thật là hoa mỹ: "Cha truyền thì con nối, cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Không biết nói gì hơn, chỉ biết tự hạ quyết tâm cho mình và thật cố gắng để không bỏ công kỳ vọng của bố. Vẫn biết phía trước còn đầy những gian nan, vất vả, nhưng mà tin rằng bằng sự phấn đấu và không có gì cản bước được ta tiến đến thành công." Gõ xong những dòng status đầy tính văn học ấy, Quân kèm thêm hình ảnh mấy trái tim và hình bông hoa, rồi úp ngay lên Facebook. Quân hãnh diện lắm khi mà hàng ngàn lượt like và những bình luận chỉ thể hiện lên một dãy chữ chúc mừng màu đỏ. Điều đó Quân cảm thấy đời mình sao may mắn đến như vậy. Đúng là tốt số cũng thua bố giàu. Ông Minh thì ngày ngày cứ canh cánh nỗi lo trong lòng rằng không biết rồi đây đứa con trai của mình có lãnh đạo được công ty mà cả thanh xuân của ông đã dành trọn hay không. Mặc dù rất nghiêm khắc trong việc quản lý con cái, nhưng mà cái mặc cảm về danh dự cũng không thoát khỏi trong suy nghĩ của ông. Lúc mình đã có tuổi rồi mà con trai vẫn cứ ngày đêm lêu lổng, không chí thú làm ăn, nên ông vô cùng lo lắng. Ông nghĩ ra một cách là cho Quân đi du học bên nước ngoài, rồi sau đó về nước tiếp quản công ty. Gọi là du học cho hoành tráng, chứ thực ra chỉ là du lịch dài hạn thôi. Rồi sau khi về nước, ông sẽ chạy trọt, mua một cái bằng cấp giả. Sau này thì ông có quyền vinh dự để khoe với bạn bè rằng con của mình từng là du học sinh bên nước ngoài. Lần đó khi đề xuất ý kiến này với bà Minh, ông đã nhận được sự phản đối kịch liệt. Bởi vì hai vợ chồng chỉ có mỗi mình Quân là đứa con duy nhất, nên bà Minh bình còn lắm. Bà nói như gắt với chồng: "Ông đúng là muôn đời không bỏ được cái bệnh sĩ, không đi đâu cả. Công ty ông là giám đốc, bây giờ ông có tuổi rồi, ông về nghỉ hưu thì thằng Quân nó lên thay. Thế thôi, có gì đâu mà phải lo ai nói ra nói vào." Ông Minh khổ sở phân trần: "Khổ quá. Bà không hiểu ý tôi gì cả. Bà biết đấy, bây giờ thị trường cạnh tranh rất kinh khủng. Máy móc rồi trang thiết bị tất tần tật mọi thứ đều từng bước tiến bộ hơn rất nhiều. Bởi vì lẽ đó mà những nhân viên trong công ty tuyển dụng chỉ ít ra cũng là từ cao đẳng trở lên đến đại học, thậm chí là còn cao học và hơn thế nữa. Bây giờ thằng Quân con mình nó vào làm giám đốc thì nó cũng phải có trình độ, thì nói người ta mới nghe chứ. Không đi học thật thì cũng phải đi sang đấy chơi bời một thời gian, thì tôi mới có cái cớ mua cho nó tấm bằng chứ lị." Ngưng lại đôi phút, thấy vợ không nói gì, ông giảng giải thêm: "Người ta không cần biết chuyên môn của nó là gì, chỉ cần biết từng đi du học bên nước ngoài về là người ta cũng phục lắm rồi. Xã hội bây giờ người ta trọng người có học, nể người có tiền, sợ người có quyền, bà hiểu chưa?" Bà Minh vốn dĩ bảo thủ, nên sau một hồi dài nghe chồng nói bà không hiểu mô tê gì cả, bà gạt đi.
Tôi đã nói rồi, không du học du hiếc gì cả. Ông cứ mua cho nó cái bằng thạc sĩ, kỹ sư gì đó ở Việt Nam cũng được, không cần phải ra nước ngoài. Tôi nói thật nhé, nó là con hơn. Có bố bảo cũng chả có nhân viên nào dám bật lại giám đốc đâu. Mà căng quá thì đuổi việc, tuyển người mới. Ông lo cái nỗi gì? Cứ nghe tôi đi. Ông chỉ giỏi kinh doanh, mọi việc cứ mặc tôi sắp xếp. Mặc dù ngồi cương vị tổng giám đốc của một công ty cũng vào hàng khá lớn, lãnh đạo hàng trăm công nhân viên và mối quan hệ xã hội cũng thuộc hàng tầm cỡ, thế nhưng ông Minh cũng có một nhược điểm trời sinh, đó là luôn e dè trước những lời nói của vợ. Vì vậy mà kế hoạch đưa Quân đi du học nước ngoài của ông bất thành. Tính ra thì trình độ của Quân chỉ học hết bậc phổ thông, nhưng hiện giờ trong tay đang nắm đến 5-6 cái bằng chứng chỉ, có cả văn bằng chứng nhận kỹ sư chế tạo máy nữa. Nhiều lúc nhìn sấp văn bằng của mình mà Quân vênh mặt tự hào. Thế học làm cái quái gì? Đầu thì to, mắt thì cận. Khối đứa bỏ ra hàng nửa đời người đi học. Thế bây giờ thử đếm xem, đứa nào nhiều bằng cấp hơn? Nghĩ xong thì Quân lại phì cười khi nhớ lại một người bây giờ đang có chứng nhận kỹ sư như mình trước đây, cũng phải thi tốt nghiệp phổ thông đến 2 lần mới đậu. Xã hội đúng thật là trớ trêu. Khi mà cái giỏi đã bị sức nặng của kim tiền đè bẹp dí xuống dưới, có chăng thì câu kiều mà cụ Nguyễn Du viết cách đây mấy trăm năm lại là lời tiên tri cho xã hội thực tại. Trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì. Quân ăn được tầm 3 cái bánh cuốn và nửa khoanh giò, bắt đầu cảm thấy ngán. Cậu ta đang định lôi máy ra gọi điện cho Tín, cho người lên, mang bát đũa xuống, thì bất ngờ điện thoại của Quân đổ chuông trước. Alo, giám đốc Lê Mạnh Quân nghe đây. Bên phía người gọi là giọng của ông bảo vệ công ty. À vâng, cậu Quân à, có người muốn tìm cậu. Thế cậu có cho lên không? Đang đứng ở cổng đây à? Tôi nói là cậu đang bận việc, nhưng mà người ta không nghe ấy. Quân bực lắm. Cả cái công ty này đến ông phó giám đốc hơn cậu đến 20 tuổi, khi xưng hô vẫn phải gọi Quân là giám đốc. Thế tại sao một lão bảo vệ lại dám gọi ngang ngang cậu Quân như thế? Quân định lên tiếng chấn chỉnh, nhưng mà thấy nói qua điện thoại không tỏ được sự uy quyền. Cậu dằn lại rồi hỏi. Là ai thế? Nam hay nữ? Hỏi họ là tìm tôi có việc gì không? Là nữ cậu à? Cậu để máy đợi tôi một lát nhé, để tôi hỏi cô ấy xem cô ấy gặp cậu để làm gì. Sau tầm 30 giây, ông bảo vệ cầm bộ đàm lên rồi nói. Cô ấy tên là Hòa. Cô ấy nói đến gặp cậu bàn việc gì đó. Thế bây giờ sao đây cậu? Có cho vào không? Thế à? Thế ông cho cô ấy vào đi. Chỉ phòng tôi cho cô ấy lên nhé. Quân quên bán đi là hôm qua, khi đi quán bar có gặp một cô gái tên là Hòa. Sau khi ôm ấp nhau trong nhà nghỉ, thì Quân đã đưa địa chỉ công ty của mình cho cô ta và bảo rằng ngày mai cứ đến tìm, nói rằng gặp giám đốc Quân. Quân không ngờ là cô gái đó lại nhớ lời hẹn như vậy. Đúng thật là quá cảm động. Thật ra thì cảm động cái quái gì đâu. Giá như Quân mà là một nông dân chỉ gặp mặt bóc bánh trả tiền thì có mời cô ta chưa chắc cô ta đã đến. Nhưng mà đây Quân lại là một giám đốc. Vì thế nên, mật ngọt ở đâu, ruồi bâu ở đấy. Và điều đó cũng là một điều hết sức bình thường, dễ hiểu. Trong lúc đợi người đẹp đi lên, Quân đưa tay vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, mở màn hình laptop lên cho ra dáng và không quên để đĩa bánh cuốn vào dưới gầm ghế cho đỡ ngại. Thế nhưng mà với bản tính hậu đậu, vì vậy mà cậu ta làm ẩu quá, làm cho bát nước mắm chấm bánh cuốn đổ cả ra sàn. Những thứ mà ưa miệng thì không ưa mũi, như nước mắm đây chỉ cần dây ra một ít thì mùi rất khó chịu. Quân bực bội rồi gắt. Ôi giời, tiên sư nhà nó, tôi lấy về cũng bố nó hay sao mà lấy nhiều mắm thế không biết. Đổ nhoe nhét thế này, mùi kinh quá. Quân đang định dùng chiếc khăn trải bàn để lau, nhưng mà vừa lúc đó ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Rất nhanh, Quân trở về vị trí làm việc, cắm đầu vào màn hình máy tính, đưa mấy ngón tay gõ tanh tách trên bàn phím, miệng thì nói vọng ra. Mời vào. Từ cửa bước vào, Hòa khoác trên mình bộ váy mỏng tang, tuy là kín đáo, nhưng mà cái sự khiêm tốn về độ dài ấy lại càng khiến cho Quân điêu đứng. Chiếc guốc cao gót nện cồm cộp từng bước xuống nền. Hòa tiến lại trước mặt của Quân, khẽ nở ra một nụ cười,
Rồi từ cái bờ môi điểm trang bằng màu đỏ ấy phát ra lời nói ngọt như rót mật vào tai. Em chào anh. Thế em đến không làm phiền công việc của anh chứ? Quân Á hốc mồm nhìn mấy giây, cho đến khi nước miếng trong miệng gần tràn ra ngoài, Quân mới thất thần quay trở về hiện tại, ngập ngừng rồi nói. À không đâu, anh có bận bịu gì đâu, em lại ghế ngồi đi. Em uống gì? Cà phê hay là nước cam? Những câu hỏi xoắn xít và liên tiếp của Quân làm cho Hòa cảm thấy phì cười. Cô tiến về ghế sofa rồi hạ mình ngồi xuống, cô nói. Không cần cầu kỳ đâu ạ, em uống nước lọc thôi. Hòa vừa ngồi xuống thì mùi nước mắm từ phía gầm ghế bốc lên rất nồng. Cô ta định bịt mũi lại, thế nhưng mà giữ phép lịch sự nên lại thôi. Quân tiến lại phía sau, đưa ly nước lọc vừa lấy từ máy lọc nước ở góc phòng cho Hòa, rồi ngồi bên ghế đối diện mà ngồi ngay sát bên cạnh Hòa, vồn vã rồi hỏi. Thế em đến đây bằng gì thế? Em có ở gần đây không? Sao em không nói địa chỉ? Để anh lại anh đón, em đỡ mệt. Thế rồi Quân cũng nhận ra là mùi nước mắm rất khó chịu. Mà đen một cái là Hòa lại ngồi đúng ở bên mà Quân đã làm đổ nước mắm. Quân nhanh nghĩ. Bây giờ thế này nhé. Anh xuống lấy xe đưa em đến quán cà phê nào đó. Anh muốn nói chuyện với em một lát. Ok không em? Hòa thì lịch sự rồi nói. Nhưng mà anh đang bận cơ mà. Hay để em lại về rồi có gì tối mình gặp được không? Chứ làm phiền công việc của anh em ngại quá. Quân lúc này được dịp khoe khoang. Câu nói vừa rồi của Hòa lại như một sự gợi ý để Quân nổ lên. Không, anh có bận gì đâu. Chủ yếu chỉ đạo công việc thôi. Nói thật là cũng có hôm bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà có hôm thì lại nhàn. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Mà anh thì đang rảnh, không làm gì cả. Và là em quên anh là giám đốc à? Mọi chuyện lớn nhỏ gì trong công ty này, dù sao cũng dưới quyền của anh hết. Thôi, ta đi nào em. Thực ra thì ngay từ khi ông bảo vệ gọi điện lên báo là Hòa đang ở dưới và chuẩn bị lên gặp mình, thì Quân bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng bừng. Dự định tại cái không gian của căn phòng giám đốc này, Quân sẽ hoàn lạc cùng với Hòa để tìm đến những giây phút thần tiên. Từ khi tuổi còn trẻ thì Quân đã đua đòi ăn chơi, dù cho bố mình tức là ông Minh quản cũng tương đối nghiêm khắc. Nhưng mà sự cai quản đó lại bằng không, bởi vì chiếc ô bảo hộ cho Quân đó là bà Minh, mẹ của cậu. Biết là bố mình sợ vợ, cho nên dần dà thì Quân cũng không còn cảm thấy sợ bố nữa. Suốt những năm cấp 3, Quân đã đến các quán bar, vũ trường còn nhiều hơn là ngồi trong lớp. Những cô gái qua tay của Quân bây giờ có đếm bằng máy tính, cũng phải bấm mất khá lâu thời gian mới tính hết. Có một phần là Quân có tiền, nhưng mà cũng phải nói cho công bằng, cậu ta cũng đẹp trai và có sẵn máu đào hoa trong mình nữa. Dạo ấy vào giữa năm lớp 11, trong lớp có đến 3 cô gái cùng yêu Quân. Nhưng mà các cô đâu biết rằng Quân không thật lòng với bất kỳ cô nào cả. Cốt yếu là dụ các cô vào vòng tay của mình. Sau đó thì Quân sẽ bỏ rồi đi tìm đối tượng mới. Người mà Quân ao ước được ôm ấp khi đó là một cô gái có cái tên Huyền My, là bạn học cùng lớp với Quân, và được khóa học đó tôn cho một danh hiệu Hoa Khôi Áo Trắng. Nhà của cô rất khá giả, nên nói là cô yêu Quân về tiền bạc là không đúng. Chưa kể cô ta chủ động tán tỉnh và dụ dỗ Quân lấy đời con gái của mình nữa. Quân đương nhiên rất vui, mở đến miệng mèo, dại gì không húp. Chỉ có thằng đần thì mới từ chối thôi. Sau khi trao thân cho Quân, My cứ ngỡ rằng mối tình này sẽ bền chặt, bởi vì cô nghĩ Quân cũng yêu mình, giống như tình yêu mà mình dành cho Quân. Thế nhưng mà ai ngờ đâu chỉ được một thời gian, Quân không nói gì cả, tự ý tỏ thái độ lạnh nhạt với My. Và thế là hai người chia tay nhau trong sự yên lặng đến khó tin. Sau này thì My mới vỡ lẽ ra rằng, cùng lúc yêu mình thì Quân đang có bên cạnh hai bóng hồng nữa cùng theo đuổi. Đàn ông mà, có mới nới cũ là chuyện dễ hiểu thôi. My chua xót hơn khi biết hai người đó cũng chính là bạn học cùng lớp với mình. Rồi hai cô gái ấy cũng lần lượt bị Quân lấy đi cái ngàn vàng một cách đơn giản. Thực ra thì Quân có yêu đâu, chỉ là qua đường cho vui thôi. Ấy thế mà các cô có lần đã từng đánh nhau để tranh giành Quân. Khi mà các cô hỗn chiến tranh nhau người yêu, thì Quân chỉ đứng nhìn mỉm cười, rồi thầm tự hào với sự đào hoa của mình. Lúc này trong đầu của Quân đã nhòm ngó đến đối tượng khác.
Sau này khi thi tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông, Quân vẫn cứ lêu lổng, kết thân được với rất nhiều bạn bè. Chủ yếu thuộc con nhà giàu, chuyên tiêu tiền của cha mẹ không biết tiếc tài. Địa điểm mà nhóm bạn của Quân thường hay đến chính là các quán nhậu nhẹt, rồi khi bia rượu túy lúy, tìm đến các quán bar hoặc là động hoa vàng để giải khuây. Chưa có cô gái nào làm cho Quân chú ý giống như Hòa, người mà Quân đặc biệt ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt vào đêm ngày hôm qua. Quân dắt Hòa xuống đến nhà xe nơi có con bầy chó của mình, nằm riêng một góc rộng rãi. Quân mở cửa mời Hòa lên xe rồi nán lại, gọi cuộc điện thoại cho Tín. Chuông đổ một hồi thì Tín bắt máy. Dạ vâng, em nghe đi giám đốc. Quân bực bội. Cậu lên dọn phòng hộ tôi nhé. Thế cậu định lấy nước mắm về ăn từ giờ đến Tết hay sao mà lấy nhiều như thế? Khi nãy tôi sẩy tay, đổ ra nền rồi đấy. Lau sạch sẽ giúp tôi. Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Thế nhá. Tiến lại lễ phép đáp vâng rồi tắt máy và bắt đầu công việc mà Quân vừa giao phó. Tiến thì vốn dĩ là một người kém Quân 2 tuổi. Trình độ hết lớp 9 thì bỏ học bởi vì không tiếp thu nổi kiến thức từ sách vở. Quân biết Tiến trong nhóm những đứa trước đây hay đi cùng nhau đến các tụ điểm thác loạn. Khi Quân nhậm chức giám đốc công ty Minh Quân, thì Quân đã tự ý lập nên một bộ phận mà Quân gọi đó là bộ phận ô xin. Nhiệm vụ của bộ phận này là ngày ngày mang đồ ăn sáng lên cho Quân, dọn dẹp phòng của Quân. Và mỗi khi cần lấy giấy tờ gì từ các phòng ban khác, thì bộ phận này sẽ là người đi lấy. Tiến vinh dự được làm tổ trưởng trong bộ phận này. Và dưới trướng của Tiến có đến không người. Có nghĩa là Tiến là người duy nhất mà thôi. Vốn dĩ trước đây thì gia đình của Tiến cũng giàu có lắm. Nhưng bởi vì ông bố thua lỗ trong một vụ đầu tư lớn, bà mẹ thì ly dị rồi. Tiến tự thân tự lập. Được Quân đưa về đây là việc mà Tiến mừng lắm. Trình độ thì không có. Bây giờ cũng được cấp cho một chiếc laptop. Mà nhiệm vụ làm trên chiếc laptop đó chính là săn lùng các món ăn và gái đẹp, order về cho Quân thôi. Thì cũng quần là áo lượt như một nhân viên văn phòng chính hiệu. Khi nhận Tiến về làm, Quân đã mua cho Tiến một tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng kế toán để cho những nhân viên khác không tị nạnh với Tiến. Tiến thì thầm cảm ơn trời Phật. Nếu như không có Quân cưu mang, thì cuộc đời không biết sẽ đi về đâu. Vì vậy cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói dù công việc làm không có gì đáng tự hào, nhưng mà Tiến luôn kênh kênh tự đắc rằng mình là cánh tay phải của giám đốc Lê Minh Quân. Dĩ nhiên là ông Minh, bố của Quân cũng biết được rằng ở công ty thì con trai tự ý lập nên phòng ban mới. Nhưng mà trước khi có ý định này thì Quân đã kịp thời nói chuyện với bà mẹ của mình. Nên ông Minh không nói được gì nhiều. Ông chỉ phản đối quá quyết một chút lấy lệ. Đúng là hết nói nổi. Ai đời công ty bây giờ lại có một cái phòng ban gì mà là phòng ban ô xin. Dứt khoát tôi không chấp nhận. Làm như vậy rồi nhân viên công ty người ta cười cho. Là giám đốc mà không đứng đắn thì nói được ai nữa. Đúng là loạn, loạn hết cả. Bà Minh Bình còn lấn át cả chồng. Cái gì mà loạn? Ai cười? Cười hở 10 cái răng. Tôi đố đứa nào dám cười đấy. Tôi nói cho ông biết nhá. Bọn nhân viên công ty bây giờ có việc làm là may lắm rồi. Tôi hơi sức đâu mà dám mở mồm nói cái gì. Khác nào tự lấy chân của mình đạp đổ bát cơm. Và lại tôi thấy sáng kiến đó của thằng Quân nhà mình cũng hay đi chứ. Nó là một giám đốc thì cũng phải để cho nó có chút đặc quyền. Nó mà cũng bình thường như nhân viên thì còn gì là giám đốc. Thôi, cứ nghe tôi đi. Mặc kệ nó. Tôi thấy chuyện này là bình thường. Không có cái gì rắc rối cả. Ông bớt đề cao quan điểm đi. Đã nghỉ ngơi thì cứ để mặc nó mà làm việc đi. Đừng có chen chân vào nữa. Ông Minh tức lắm nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Hòa ngồi bên cạnh ghế lái của Quân. Cẩn thận cài dây bảo hiểm rồi như cố tình đưa sợi dây qua khe ngực của mình. Để lộ lên đôi gò bồng đảo, làm cho Quân suýt chút nữa mất tỉnh táo. Quân không hiểu vì sao Hòa lại có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy. Cuộc đời của Quân biết bao nhiêu cô gái từng được nổi danh với các biệt hiệu hoa khôi, người mẫu, theo đuổi. Thế mà chưa có ai Quân có cảm giác lưu luyến như thế này. Quân gợi chuyện. Thế em có thích uống trà sữa không? Mình vào gông cha em nhé. Hòa trêu. Thế anh mà cũng uống những thứ nhẹ nhàng như vậy sao? Em tưởng là anh phải đưa em đến quán nào đó uống rượu Tây hoặc nhẹ đô hơn một chút thì là bia chứ. Câu nói đùa đó vô tình lại làm cho Quân thấy như là mình vừa hạ thấp bản thân của mình ấy.
Cậu vội bảo chưa? Nếu như mà em thích như vậy thì lại hay quá. Còn nói làm gì nữa? Anh chỉ sợ là em không thích rượu bia thôi. Mới rủ em đi uống trà sữa. Nói câu này đã chứng minh Quân đang nói vớ vẩn cho qua chuyện. Bởi vì rằng Hòa là một cô gái phục vụ ở quán bar. Quân đã quen và ngủ với Hòa qua đêm hôm trước. Cũng là vì hai người uống rượu cùng nhau. Thế mà bây giờ lại nói cứ tưởng là Hòa không uống được rượu bia. Thật đúng là vô lý. Hòa thì cũng không để ý đến những lời nói của Quân. Cô cười rồi đáp. Em đùa thôi. Đi đâu thì tùy anh. Được đi bên anh là em thích lắm rồi. Em uống gì cũng được à? Câu nói với vẻ dễ tính ấy nhưng lại là gợi ý cho Quân. Và dĩ nhiên là Quân phải tận dụng thời cơ này. Quân nhanh miệng tiếp. Em cũng giống tính anh đấy nhỉ? Nhiều khi người ta nói tiền nhiều như anh thì chắc cuộc sống cầu kỳ và cầu toàn lắm. Nhưng mà anh đôi lúc bình dân lắm. Ăn uống anh cũng chả quan trọng lắm được. Hòa chưa kịp trả lời thì Quân lại nói tiếp. À, anh nhớ ra rồi. Bên đường Ngụy Như Con Tum mới khai trương một quán bia mới đi. Chủ quán đó là bạn của anh. Anh đưa em đến đó mình nhâm nhi mấy cốc cho vui nhé. Tiện thể thì anh chúc mừng bạn anh luôn. Thú thật là từ hôm nó khai trương cho đến nay hơn một tuần rồi. Nhưng mà anh chưa có dịp sang để chúc mừng. Công việc rồi nhiều khi cũng quên bán đi mất đi. Hòa lại lễ phép gật đầu và đáp vâng. Quân vui sướng như mở hội trong lòng. Và tăng ga lao vút về vị trí mà cả hai đã thống nhất. Tiến đang đeo khẩu trang dọn dẹp đống bát chén, lau chùi chỗ nước mắm đang dây ra nền gạch Hoa, thì từ cửa phòng có người đi vào. Tiến giật mình ngoái đầu lại, nhận ra ngay người đang đi vào phòng giám đốc này là bà Minh, mẹ của Quân. Tiến kéo khẩu trang trễ xuống cằm rồi lễ phép chào. Cô đến đấy hả? Dạ, cô ngồi đi ạ. Giám đốc đâu? Tiến vui vẻ trả lời. Tiến biết bà Minh và Quân là một phe, nên nói không có gì rụt rè e ngại. Dạ, giám đốc vừa ra ngoài có chút việc. Con đang dọn mấy cái bát đũa. Sớm nay giám đốc ăn sáng xong để lại đây ạ. Sao lại mua bánh cuốn thế? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho tổng giám đốc. Đến đây, chỉ là ăn theo kiểu thưởng thức thôi. Cậu rõ chưa? Tôi mua cái gì ngon ngon chứ để đi mua bánh cuốn như thế này. Người ngoài người ta nhìn vào, đúng là chết dở. Chán cậu đấy. Dạ, không phải là như vậy đâu ạ. Trước khi đi gọi đồ ăn thì con có hỏi giám đốc ăn gì để con mua. Giám đốc đồng ý thì con mới dám mua. Chứ con có dám tự ý mua về khi chưa hỏi đâu cô. Thôi được rồi, cô dọn tiếp đi. Mà lần sau chú ý hơn đấy. Người ta là giám đốc, mỗi ngày lo bao nhiêu việc. Đồ lúc nào cũng nặng trình trịch như là đá đèo ấy. Các cậu có hiểu không? Chỉ thư thái có một chút lúc ăn uống. Phải chú ý một tí. Nói rồi thì bà quay người ra ngoài, móc điện thoại trong túi sách, ấn số của Quân. Quân lúc này vừa đi đến cửa quán, nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình là của mẹ. Cậu vui vẻ trả lời ngay. Dạ vâng, con nghe đi mẹ. Ừ, mẹ đây. Thế con đi đâu thế? Mẹ đến công ty tìm con mà không thấy ấy. Con đang ở đâu đấy? Mẹ đến công ty á? Thế có việc gì không mẹ? Con đang ra ngoài có tí việc à? À không. Thì là đến xem con làm việc có mệt không. Có gì đâu. Thế thôi con đang đi công việc thì cứ đi đi. Mà chiều nay nhớ về nhà ăn cơm đấy. Hôm nay mẹ hầm cho con một con gà tần với thuốc bắc. Nghe nói là chiều mai con có cuộc họp. Mẹ nấu cái món đó cho con ăn, lấy lại tinh thần. Con nha. Quân dạ vâng vài câu rồi chào bà Minh, tắt máy. Hòa hỏi luôn. Có việc gì à anh? Anh mà bận thì cứ đi công việc đi. Làm phiền anh thế này em ngại quá. Là mẹ anh gọi, chứ có việc gì đâu. Mẹ bảo là chiều nay về ăn cơm. Mẹ nấu gà tầm hạt sen, thuốc bắc cho ăn. Mình ăn các loại sơn hào hải vị mãi xong cuối cùng cảm thấy không có gì là ngon em à. Có lẽ cơ thể thừa chất, nó cứ thấy không ngon miệng ấy. Dứt lời thì Quân mạnh dạn nắm tay của Hòa như một đôi tình nhân quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Vừa dắt Hòa thì Quân vừa bảo. Thôi, mình vào đi em. Nhanh nhanh làm vài bia cho giải khát. Anh khô miệng lắm rồi ấy. Nhận ra người bạn của mình ghé quán, từ quầy phía trong thì một chàng thanh niên chạy ra đon đả rồi nói. Ôi giời ơi ông giám đốc,
Thế hôm nay ngọn gió nào đưa đến đây thế? Thế này thì vinh dự cho quán bia nhân báo này quá chứ. Quân biết là thằng bạn đang trêu mình nên cũng trêu lại. Thế ngọn gió nào mà đưa được tao? Tao đi ô tô đấy, chứ gió bão gì ở đây? Thế rồi cả hai đứa cùng cười khì khì khoái chí, làm cho Hòa cũng bật cười phụ họa. Nhân nhìn Hòa rồi quay lại ngập ngừng hỏi Quân. Đây là... Thế nha, biết rồi nha, thế mà cứ giấu nha. Quân nháy mắt rồi khẽ bảo. Là bạn ấy mà, mới quen thôi. Nhân thừa biết rằng thằng bạn của mình thay bồ như thay áo, nhưng bởi vì có cô gái ở đây, Nhân không muốn trêu như vậy. Nhân thông minh rồi nói. Thế cứ nhận là người yêu đi, ai nói gì đâu mà ngượng. Gớm, suốt ngày cắm đầu vào công việc, dù sao cũng phải lấy vợ chứ. Hòa thì định phì cười nhưng Mai đã kịp nén lại. Câu nói giả tạo đó của Nhân đã nói không đúng người, bởi vì Nhân không hề biết Hòa là cô gái ở quán bar mà Quân mới gặp đêm hôm qua. Cái gì mà vùi đầu vào công việc chứ? Có chăng là vùi đầu vào công việc, nhưng mà là công việc chơi bời gái gú thì có. Hòa biết như thế nhưng giải gì mà cô phản bác. Cô đang được Quân để ý. Thế thôi cứ giả ngu một tí cũng không sao. Đôi khi nói nhiều quá cũng không tốt. Nhân nói dứt câu thì Quân đề nghị. Thôi thôi, thế cho chúng tôi một bàn đi. Hay là bắt chúng tôi đứng ở đây mãi như thế này? Nhân cảm thấy là mình hơi sai sót, bởi vì tán gẫu mấy câu mà quên mất hiện tại đang đứng ngoài cửa quán. Cậu vội mời. Ôi, quên mất. Thế nào mời vào, vào trong đi. Từ hôm nay thích gì cứ thoải mái nhá. Tao chiều Tết, coi như là tiệc mừng khai trương một với hai vị khách đặc biệt. Quân dắt tay Hòa bước vào, ngắm nghía chung quanh quán. Quân khen. Trang trí đẹp ra phết đấy nhở. Gớm, quán bia mà làm cứ như là thiên đường thế này, dù là người có tửu lượng nửa ly cũng muốn vào đây để uống. Nhân khiêm tốn. Thấm thía gì với xã hội này đâu. Bỏ ra một đống tiền, nhưng rồi khách khứa cũng chỉ lai dai thôi. Chả biết đến khi nào mà thu hồi lại vốn đây. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, lại bàn ngồi đi nào. Vừa nói thì Nhân vừa chỉ tay vào bộ bàn ghế ở sát quầy tính tiền ở trong nhà. Và Quân với Hòa vừa hạ mông xuống ghế thì Nhân đưa hai quyển menu rồi nói. Nhậu cái gì, chọn món đi, thoải mái nhá. Đồ rừng, đồ biển, đồ sông cũng có tất. Ta ăn rồi xin cho cái nhận xét là tao vui lắm rồi. Tao biết là mày ăn uống là sành sỏi lắm, ai qua được mày đâu. Quân nghe những lời khen từ Nhân thì vui lắm. Nhất là bên cạnh mình giờ đang là cô người đẹp tên Hòa. Vì vậy mà cậu lại càng hãnh diện hơn. Cậu nhìn Nhân rồi đáp. Ta ăn cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Hôm trước đi bác sĩ khám mới biết là gan nhiễm mỡ mẹ nó rồi đây. Bà già tao đang bảo từ nay đi đâu, nhưng mà về nhà ăn cơm. Về ăn cho an toàn đấy. Cả đám nghe xong cùng cười lớn. Nhân dựa lấy câu nói đó, Hùa thêm vào. Thế mày bụng bằng nửa bụng ta mà còn bị gan nhiễm mỡ. Chắc ta mà đi khám thì nội tạng nhiễm mỡ hết chứ riêng gì gan đâu. Nói xong thì Nhân rụp. Thôi chọn món đi, để tao cho người nấu nào. Mang bia ra trước nhé. Hai người uống bia hơi hay là uống bia lon? Có loại mới đấy, bia ngoại của Đức nhé. Quân mỉm cười. Thế chả mấy khi ông chủ Nhân béo chiều đãi, dại gì mà không uống bia ngoại. Mang loại nào ngon ngon đắt đắt ra đây. Gì chứ ăn chùa tao thích lắm nhé. Một lúc sau thì đồ ăn và bia mà hai người gọi đã được bày ra trước mặt. Quân bỏ đá vào ly, rồi giật nắp một lon bia, rót vào cốc, đưa về trước mặt của Hòa rồi nói. Uống đi em. Anh mời em một ly nhé. Hòa giả bộ nhấp môi uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống rồi hỏi. Anh ơi, anh nói là có việc muốn nói với em. Việc gì thế anh? Quân lại nâng ly ra hiệu cho Hòa cạn chén rồi bảo. Để sau đi em. Anh là người ham mê công việc thật đấy. Nhưng mà những khi ăn nhậu, cứ dẹp qua một bên đi. Thôi nào, nâng ly. Hai người vừa uống hết một ly đầu tiên thì từ trong quầy, Nhân mang ra một cái ly, đon đả rồi nói. Thế xin phép mời hai người một cốc nhé. Cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa uống với nhau nhỉ. Quân lại đùa. Mày mời 100 cốc cũng được chứ nói gì một cốc. Có phải là bia của tao đâu mà tao lo cơ chứ. Bia được mới mà. Thế rồi Quân nói tiếp. Đùa chứ. Lấy thêm cái bát nữa.
Ngồi xuống đây nhậu luôn cho vui. Nhân vừa rót bia vào ly vừa khéo léo chối từ. Thôi thôi, hai người cứ tự nhiên đi. Tôi uống một ly thôi, tôi còn phải khách khứa nữa. Tầm này chuẩn bị đến giờ khách đến đông. Tới hẹn mày hôm khác nhé. Hai thằng sẽ uống túy lý với nhau một bữa. Thống nhất không? Thực ra thì khách khứa đã có nhân viên lo, chứ Nhân có bận gì đâu. Nhưng mà giá như Quân đi một mình thì Nhân sẵn sàng nhập bàn uống tới bến. Đơn giản là Nhân không muốn trở thành kỳ đà cản mũi, phá đám cuộc nói chuyện giữa thằng bạn và cô nhân tình mới, mà Nhân đoán sẽ sớm chia tay. Bởi vì Quân là một người lấy việc đổi người yêu làm niềm vui trong cuộc sống. Nhân cộng ly với Hòa và Quân, rồi một hơi uống hết cốc bia, bắt tay rồi lui về vị trí. Hòa nhìn theo Nhân rồi hỏi Quân. Anh ấy mở được cái quán này cũng mất nhiều tiền đấy anh nhỉ? Đang trẻ tuổi làm ăn giỏi như thế. Thế trước đây anh ấy làm gì anh? Quân có chút không vui bởi vì Hòa vừa khen Nhân, mà trong khi mình là giám đốc của một công ty lớn, thì Hòa lại không đề cập đến. Nhân buông mấy câu phá bĩnh. Thì cũng là làm linh tinh thôi em. Cũng vay mượn thêm, chứ tiền mặt, mình nó lấy đâu ra. Khi nó làm quán anh hỏi cần bao nhiêu, bảo anh một câu. Nhưng mà được cái kinh tế nhà nó cũng vững. Hơn nữa bố mẹ nó cũng muốn nó có một công việc ổn định, cho bớt cơm hàng cháo chợ. Thế rồi cũng sum dùm với nó, mở cái quán cho nó đấy. Mới được mấy ly nhưng mà máu trong người của Quân đã nóng lên. Rồi cùng lúc này thì bệnh sĩ cũng bộc phát. Nhân tiện thì Hòa hỏi về việc quán xá. Quân bạo dạn rồi nói. Dăm ba cái loại quán này anh làm một tí 5-7 cái. Chỉ chờ một cái gật đầu tụi em thôi. Em thích gì anh sẽ đáp ứng. Hòa nghe xong thì mừng như mở hội trong lòng. Nhưng mà kinh nghiệm trong nghề không cho phép cô ta bộc lộ niềm vui đó ra bên ngoài. Hòa đã nắm chắc trong tay rằng Quân đã phải lòng à rồi. Vì vậy cố tình tỏ ra mình là người đến tìm Quân chỉ vì mê Quân đẹp trai, chứ không phải vì có mục đích tiền bạc. Hòa nói. Em cảm ơn anh nhé. Chỉ cần được anh chiếu cố cho đi ăn uống và nói chuyện thế này thì em vinh hạnh lắm rồi. Em nào dám mơ ước gì nữa. Hớp thêm một ngụm bia, Hòa hạ giọng rồi nói. Bản thân em thế nào thì anh cũng biết rồi đấy. Nghe em đang làm thì cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Mà em nói thật, nếu không phải vì đắm đuối anh ngay từ lần đầu gặp vào đêm hôm qua thì em không đến tìm anh đâu. Em tự biết mình là ai chứ. Đỉa thì làm sao mà dám đeo chân hạc được. Cơ mà sáng nay đi vòng vòng mãi, cuối cùng thì em vẫn tìm đến anh. Cứ như là em bị anh mê hoặc rồi. Quân vừa mùi lòng lại vừa sung sướng bởi vì câu nói đó của Hòa. Bản thân của cậu đang nghĩ thầm. Chuyện đó thì khỏi nói. Hàng trăm cô gái đổ gục trước anh rồi, chứ em là gì đâu. Quân rời vị trí sang bên phía Hòa đang ngồi đối diện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi bảo. Em đừng buồn. Ai chả có quá khứ. Em cứ yên tâm đi. Anh yêu em. Anh sẽ lo cho em. Đưa em sang một ngã rẽ khác của cuộc đời. Dù cho là một người không thật lòng trong tình yêu, nếu như không muốn nói là đều cáng, nhưng mà đáng tội để nói thì những lời Quân vừa nói với Hòa là những lời lẽ thật lòng của mình. Chính Quân cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nếu có yêu thì đáng lẽ ra hàng trăm hàng vạn cô gái còn xứng hơn với mình. Sao mình lại chọn cô gái bán hoa như thế này nhỉ? Nhưng mà câu trả lời đó sẽ mãi mãi không có lời giải thích, bởi vì đó chính là tình yêu. Động viên Hòa vài câu xong, Quân tiếp tục rót bia ra hai ly, gắp đồ ăn vào bát cho Hòa. Em ăn đi. Thịt lợn rừng trứng cống đấy. Em thử một miếng đi. Ăn vừa giòn mà lại vừa thơm nữa. Hòa gật đầu cầm đũa lên rồi gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng. Vừa nhai vừa gắp một miếng trong đĩa bỏ vào miệng của Quân. Một hành động vô cùng tình tứ. Làm cho Nhân đứng ở phía trong quầy nhìn ra phải bật cười rồi thầm nghĩ. Thế thời thế đảo điên thật à? Ai có thể ngờ rằng một người như Quân lại có những giây phút tình tứ lãng mạn như vậy trước một cô gái như thế kia chứ? Hai người đang ăn vui vẻ thì điện thoại của Quân lại reo chuông. Anh nghe đấy. Có việc gì không em? Giám đốc ơi, thế trưa nay anh có về công ty dùng cơm không ạ? Anh muốn ăn món gì để em còn sắp xếp? Thôi, trưa nay anh bận rồi. Khỏi cần chuẩn bị cơm cho anh nhé. Thế rồi Quân tắt máy. Người vừa gọi đến là Tiến. Cậu gọi để hỏi Quân về việc ăn uống trưa nay.
Nhưng mà dĩ nhiên là trưa nay Quân sẽ không về công ty ăn cơm rồi, bởi vì còn có Hòa ở đây. Thì thứ đặc sản nào mà ngon bằng món này được chứ? Lon bia cuối cùng trong số những lon bia mà phục vụ lúc nãy mang ra đã hết. Quân hỏi Hòa. Thế anh với em mỗi người một lon nữa nhé, rồi mình nghỉ. Lát nữa anh muốn đưa em đi dạo một lát. Nhưng mà anh uống thế này rồi lái xe có được không? Mà đòi đưa em đi nữa. Được quá đi chơi sao lại không được. Chỉ cần có em bên cạnh, dù có say đến cỡ nào thì anh vẫn đủ tỉnh táo để lái xe. Bởi vì anh phải cân nhắc trên xe đang có một bảo bối cơ mà. Những câu nói xến xúa đó Hòa nghe mà ngạc nhiên. Không ngờ là Quân lại là một người cũng nhiều ngôn tình ra phết. Cô mỉm cười rồi mạnh dạn hôn Quân một cái, và cố tình đưa bàn tay của Quân đặt lên đùi của mình một cách táo tợn. Dù lúc này khách trong quán cũng bắt đầu đông đúc, Quân cứ mần mê mãi trên cặp đùi mềm mịn ấy. Rồi cảm xúc trong người của Quân cứ dâng lên một cách mãnh liệt, tựa như một cơn sóng dữ đột ngột đổ về trong lúc biển lặng. Cả Quân và Hòa lúc này đều không để ý đến những người xung quanh. Họ cuốn lấy nhau như hai người đang cực kỳ lạnh giá và bắt gặp được một hơi ấm dịu kỳ vậy. Lúc này thì Nhân từ trong quầy nhìn ra, thấy Quân và cô bạn gái đang trở thành tâm điểm chú ý của những người khách trong quán. Nhân cảm thấy hơi ái ngại. Cậu ta nghĩ ngay ra một cách. Cậu đứng dậy, rời khỏi quầy rồi mạnh dạn bước ra. Vừa đi ra vừa đánh tiếng cốt cho hai người nghe thấy. Hòa giật mình, đẩy Quân xích ra một chút. Quân cũng bất giác ngồi dậy sau một cơn mê đắm, tiến lại sát mép bàn. Nhân niềm nở rồi hỏi. Thế hai vị khách đặc biệt của tôi có dùng thêm bia nữa không? Để tôi cho người phục vụ nào. Uống mạnh lên chứ. Sao có thể trầm trầm thế nhở, giám đốc Quân? Quân phỉ cười bởi vì thằng bạn của mình xưng hô bất nhất quá. Có lúc thì mày tao thô lỗ, khi thì lại khách sáo gọi giám đốc giám đổ, nghe mà nhói cả tai. Quân bảo với Nhân. Thôi mày à, hôm nay thì tao hơi mệt. Thế tối nay còn phải giấy tờ các kiểu nữa. Có khi là phải hẹn mày vào một dịp khác thôi. Chứ hôm nay đến đây thôi nhé. Quá chén rồi lại mất hay đi. Cái gì quá thì cũng không tốt mà, có đúng không? Đúng đấy anh ạ. Em cũng lâng lâng mất rồi. Uống tiếp có khi là em ngủ lại tại bàn luôn ấy. Còn phải về với anh Quân để anh ấy làm công việc nữa. Thế bọn em hẹn anh lại lần sau nhé. Hòa phụ Hòa vào cùng với Quân. Quân đứng lên chỉ tay vào bàn rồi nói với Nhân. Đùa đấy, tôi tính tiền hộ tao nhé. Thôi, đã bảo là hôm nay tao mời rồi, tiền nong cái gì. Thế mày không để tao mời mày được một bữa à? Trước đây mày mời tao nhiều chứ mấy khi mới có dịp để tao trả lễ chứ. Nghe được câu này của Nhân cũng làm cho Quân cảm thấy mát mặt một phần, bởi vì cậu ta vừa tung hô cái tính phóng khoáng và rộng rãi với bạn bè của mình. Nhưng mà Quân vẫn không chịu để Nhân thiệt thòi, nhất là hôm nay đang đi cùng với một bóng hồng thế này. Càng phải ra oai một tí cho đáng dân chơi thứ thiệt chứ. Không được đâu. Thế ai lại ăn cơm mới nói chuyện cũ bao giờ? Cái gì ra cái đó? Buôn bán mà thế này có ngày dẹp tiệm đấy. Thế thôi thế này nhá. Không lấy cả thì cũng phải lấy một ít để cho tao đỡ ai nấy. Chứ công sức rồi vốn liếng mày bỏ ra đấy, còn phải trả lương cho nhân viên nữa. Phiền lắm. Tao thì tao không thích như thế đâu. Hòa nhìn Nhân rồi nói. Đúng đấy anh à. Thôi thì không lấy nhiều thì anh cứ lấy một ít, gọi là có cũng được. Chứ anh không lấy tiền thế này, lần sau đời nào bọn em dám đến nữa. Nhân bật cười xua tay nói. Cái thằng Quân này, hay thật đấy. Tao đã nói ngay từ đầu, tao mời là mời, mà cũng chỉ nốt hôm nay thôi. Coi như là tao chiêu đãi nhân dịp khai trương, bởi vì cái hôm khai trương mày có đến được đâu. Thế từ lần sau trở đi rồi xem, tao lấy mày còn đắt hơn khách khác nữa đấy. Thế thôi đưa bạn về đi, tao không lấy đâu. Quân rút ví cầm trên tay rồi quả quyết nói. Ít nhất cầm lấy vài trăm đi, cho tao đỡ ai nấy. Nói rồi thì Quân rút ra vài tờ polymer màu xanh biển với mệnh giá 500 ngàn, chèn xuống dưới đĩa thức ăn ở trên bàn, vừa cất ví vào trong túi quần rồi nói. Thế nhá, cảm ơn mày nhiều lắm. Đồ ăn ở đây nấu rất vừa miệng và hấp dẫn. Thế có dịp thì tao sẽ ghé và giới thiệu cho mấy nhân viên của tao đến đây ăn ủng hộ cho mày nhé. Nhân thở dài với thằng bạn cứng đầu. Thôi được rồi, tao lấy. Bảo thủ bỏ mẹ dài. Thế thôi hai người về cẩn thận nhé. Hòa chào tạm biệt Nhân rồi cùng với Quân ra xe. Lúc đi qua mấy bàn ở phía ngoài,
Mấy thanh niên lúc nãy nhìn thấy Quân và Hòa ôm ấp nhau, nên lúc hai người đi ngang qua được một đoạn khá xa, một đứa lên tiếng nói: "Thế ai như thằng Quân con của ông Minh, giám đốc công ty Minh Quân ấy nhỉ?" Người khác thêm vào bằng giọng lè nhè: "Nó chứ ai nữa, mà giám đốc máu gì cái loại đó, dựa hơi bố nó cả thôi. Quăng ra đời mà xem, bươn chải như anh em mình có mà chết giá hàm ấy." Câu nói bản tán ấy vô tình lọt vào tai của Quân, dù cậu đã đi được một đoạn khá xa. Quân nghe được thì dĩ nhiên là Hòa cũng nghe được, bởi vì hai người đang đi sóng đôi với nhau. Quân khựng lại, tự nhiên cảm thấy mất mặt với Hòa quá. Quân quay sang bảo với Hòa: "Em đợi anh một lát nhé." Quân định quay lại thì Hòa níu tay nhưng mà không kịp. Đến trước mặt mấy chàng thanh niên kia, Quân sẳng giọng rồi nói: "Chúng mày mới nói cái con khỉ gì đấy? Tao tuyên bố cho chúng mày biết, cái loại như chúng mày nhá, không đứa nào đầu trình mà phán xét tao đâu. Chúng mày mà rảnh việc quá, vừa vừa thôi, giật một lũ vô công dối nghề lắm chuyện." Mấy thanh niên này cũng chẳng vừa, một phần cũng do hơi men trong người đang có sẵn. Một tay đứng lên chỉ vào Quân rồi nói: "Thì bọn tao nói mây nói gió, có nói quái gì đến mày đâu. Mày nhận quàng nhận xiên à? Mà mày vừa nói cái gì? Ai chưa đủ trình nói chuyện với mày? Cái đồ bám váy bố mẹ, bọn tao không thèm chớp. Có ngon thì nhảy vào đây, ăn đi này. Mày là cái thá gì? Bố láo. Tao lại nghiền cho ra bã đi. Ở đây mà ít ngồi đáy giếng." Vừa kịp lúc thì nhân từ trong quầy lao ra can ngăn: "Ấy ấy, sao lại nóng như thế? Dĩ hỏa vì quý đi nào. Thế có cái việc gì mà nóng này với nhau làm gì thế?" Quân rất cay cú, cậu nhìn nhân rồi nói: "Có gì đâu mày. Cái thứ này làm gì có tuổi để tao phải cay cú chứ." Thế rồi Quân vòng lại túm tay của Hòa dắt đi. Trước khi đi không quên buông một câu: "Liệu đường mà ăn nói đấy. Gặp người không lịch sự thì hôm nay chúng mày thiệt thân rồi đấy nhá." Mấy thanh niên kia cười ồ lên như đắc chí lắm. Thật ra thì mấy đứa cũng sợ cái cơ da của Quân, chẳng dám động vào. Chứ nếu như bần cố nông như nhau cả, thì Quân đã nhừ đòn. Quân ấm mức lắm, mãi đến khi lên xe cùng với Hòa rồi, mà mặt của Quân vẫn còn giận tím cả lên. Hòa thấy như thế nên vỗ về nói: "Thôi anh, chấp làm gì bọn người đó. Anh là người có chức có quyền, thế hà cớ gì nóng giận như vậy?" Quân nghe được lời động viên của Hòa nên cảm thấy cũng mát lòng mát dạ. Quay sang Hòa được đà, Quân nói tiếp: "Thì anh có chấp bọn nó đâu. Chỉ là cái tính của anh thẳng như vậy đấy. Thế cái gì ngang tai là anh không chịu được. Thôi quên đi em nhé, ta đi nhé." Vặn chìa khóa xe, Quân lại nhìn Hòa rồi hỏi: "Em có muốn ăn thêm gì nữa không? Lúc nãy cũng chỉ ăn vớ vẩn vừa mấy lon bia, chắc là em đang đói lắm nhỉ?" Hòa thân tình đáp: "Không ạ, em không đói đâu. Anh không cần phải lo đâu." Quân gật đầu mỉm cười. Xe vừa rục rịch chuyển bánh thì từ túi quần của Quân lại có tiếng điện thoại reo lên. Quân nhìn trên màn hình thì thấy tên được lưu trên đó là cô Na thư ký. Quân gạt máy qua phím nghe rồi hỏi: "Tôi nghe đây. Có việc gì đấy cô Na?" Đầu dây bên kia giọng cô Na rành mạch nói: "Dạ vâng, chào giám đốc. Lúc nãy cậu Tiến có mang cái bản ghi thành tích vào, bảo tôi sửa lại. Tôi sợ là cậu Tiến cậu ấy không biết nên nói lung tung. Tôi gọi hỏi lại giám đốc cho chắc ạ." Quân chợt lưỡi nói với giọng không hài lòng: "Có mỗi cái việc ấy mà sao cứ hỏi đi hỏi lại như thế? Cứ y theo lời tôi đã căn dặn cậu Tiến đi mà làm. Cô làm xong bảo cậu ấy mang lên phòng giám đốc để đấy cho tôi. Chiều muộn tôi về tôi kiểm tra xem thế nào." Quân định tắt máy thì cô Na ở bên kia lại gặng hỏi: "Giám đốc chắc chả? Tôi e là mình cứ viết phóng đại lên thế kia, khi người ta đi kiểm tra hoặc là vô tình phát hiện ra mình đang dối thì sẽ càng mất tin tưởng hơn trong quyết định hợp tác với mình đấy ạ." Quân sốt ruột nói cứng: "Tôi đã bảo rồi, có cái gì tôi chịu trách nhiệm. Thế nhá." Lẳng nhẳng quá đi, có một tí việc thế mà hỏi đi hỏi lại. Các cô các cậu làm ăn đến chán. Tôi tắt máy đi. Cô Na chưa kịp đáp lại đã nghe tiếng tút tút kéo dài.
Vừa gác máy xong thì Quân chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo trong đầu. Cô Na này là người chuyên gia, cậy mình là thư ký lão làng, nên hay vặn vẹo mình. Chỉ bằng nhân cơ hội này, cho cô ta nghỉ việc, để chèn chân của Hòa vào. Thế như vậy chả phải là tuyệt vời sao? Quân bất giác quay sang hỏi cô bạn gái. Em có muốn về công ty của anh làm việc không? Anh hỏi thật lòng đấy. Hòa bị câu hỏi đột ngột làm cho giật mình, cô đáp. Dạ. Dạ, anh nói sao cơ ạ? Quân nhắc lại điệp khúc cũ. Em có đồng ý về làm việc ở công ty của anh không? Anh sẽ cho em vào làm thư ký giám đốc. Ngày ngày mình sẽ cùng làm việc với nhau. Em đồng ý chứ? Hòa như không tin vào tai của mình. Cô vui được vài giây sau đó lập tức gạt đi ngay. Trình độ của cô mới chỉ chưa hết cấp 2. Bôn ba lên thành phố kiếm sống, rồi lọt vào các động hoa vàng. Và sau này vào quán bar phục vụ, đáp ứng nhu cầu khi khách cần. Tự nhiên bây giờ được hỏi có thích làm thư ký giám đốc không? Tôi biết trả lời sao đây. Quân vẫn vừa lái xe vừa chờ đợi câu trả lời của Hòa. Khá lâu sau thì Hòa mới thành thật rồi đáp. Em muốn lắm chứ. Cơ mà làm sao em có chỗ đứng trong công ty của anh được, khi mà trình độ của em không có. Em học thì thấp, bằng cấp cũng không có. Em cảm ơn ý tốt của anh nhé. Nhưng mà... Hòa đang nói dở câu thì Quân ngắt lời nói. Em đúng là ngây thơ quá đi. Thế em quên là công ty đó hiện tại anh đang là tổng giám đốc à? Anh muốn cái gì trả được. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, ngay lập tức mọi chuyện sẽ ok. Thế thôi cứ quyết định như vậy nhé. Hòa không nói gì cả. Xe đi qua đoạn vòng xuyến thì Quân sang đường chứ không chạy thẳng đường về công ty. Hòa thừa biết là Quân đi đâu, nhưng mà vẫn ra bộ ngây thơ rồi hỏi. Ơ, anh đi đâu thế à? Quân mỉm cười rồi đáp. Thế vào đây nghỉ với anh một tí nhá. Bên cạnh em mấy tiếng đồng hồ, anh chịu đựng như vậy là lâu lắm rồi đấy. Vào với anh chừng độ một tiếng rồi anh đưa em về nhá. Hòa không đáp bằng lời mà chỉ nghiêng người tựa vào vai của Quân. Hành động đó đã thay cho hai từ đồng ý. Xe dừng lại trước một nhà nghỉ với một cái tên rất hay, Đê Mê. Nhà nghỉ này là một địa điểm rất quen thuộc đối với Quân, bởi vì trước đây thì Quân đã từng đưa biết bao nhiêu cô gái vào đây để cướp đi sự trong trắng của họ. Sau bao nhiêu năm thì Quân vẫn chỉ trung thành với cái nhà nghỉ Đê Mê này. Hôm nay thì Hòa sẽ là người tiếp theo được Quân đưa vào đây. Chỉ khác một nỗi, Hòa không phải là một cô gái còn trong trắng. Quân đưa Hòa vào cổng thì được một người bảo vệ hướng dẫn chỗ để xe, và cả hai thư thái bước vào. Đến quầy lễ tân ở tầng 1, cô nhân viên đã quá quen mặt với Quân. Vừa thấy Quân, cô ta lên tiếng. Chào anh ạ. Chào em. Cho anh một phòng nhé. Nhìn thấy thái độ thân quen của Quân với cô lễ tân, Hòa biết ngay đây không phải là lần đầu tiên mà Quân đến đây. Nhưng mà điều đó cũng là điều dĩ nhiên thôi. Một người vừa hào nhoáng, vừa có tiền bạc địa vị như Quân, việc qua lại với nhiều cô gái cũng là điều dễ hiểu. Và điều đó là đương nhiên. Có chăng thì Hòa tự nhủ rằng mình mới là người may mắn khi tình cờ gặp Quân, để rồi giờ đây lại được Quân ưu ái. Không nhắc đến quá khứ nhơ bẩn, mà hiện tại còn đang vẽ ra cho mình một tương lai vô cùng rạng rỡ. Điều đó chẳng phải là chuột xa chĩnh gạo sao? Cầm chìa khóa trong tay, Quân khoác tay Hòa rồi đưa lên phòng được ghi trong sâu chìa khóa. Cánh cửa phòng vừa bật mở, một mùi hương nhẹ nhẹ của nước xịt phòng làm cả hai cảm thấy đê mê, đúng như cái tên gọi của nhà nghỉ này vậy. Quân khóa chốt cửa rồi hỏi Hòa. Thế em có muốn tắm sơ qua một chút để cho thư giãn không? Nhưng em đâu có mang đồ thay đi đâu. Tắm cho thư thái, lát nữa mặc lại bộ đồ này có sao đâu em. Chủ yếu là dội sơ qua một chút nước ấm cho sảng khoái thôi. Hòa chần chừ chưa đáp thì Quân đã góp ý. Thế anh với em vào tắm đi. Anh thích tắm chung với phụ nữ lắm đấy. Nhất là những người phụ nữ đẹp như em đấy. Thôi đi nào. Đừng có làm cho anh tụt hứng nhé. Đi thôi em. Vừa nói thì Quân vừa kéo Hòa đi thẳng vào buồng tắm. Chỉ sau vài thao tác, cả hai đã trần như nhộng, đang quấn mình trong bồn tắm để hứng từng dòng nước ấm đang xả xuống từ chiếc vòi hoa sen ngay phía trên. Quân nằm dài trong bồn, Hòa gối đầu lên ngực của Quân rồi bảo.
anh có vui không? Chả hiểu sao tự dưng em cảm thấy bình yên quá. Dĩ nhiên là bình yên rồi. Một cô gái làm nghề nằm ngửa ra như Hòa, bây giờ đây được một người giàu có như Quân đem lòng yêu thương, cùng với bao nhiêu ước hẹn toàn là màu hồng thế kia, thì không bình yên sao được. Chỉ có Quân là không mảy may nghi ngờ gì đến việc gì cả. Lúc này thì Quân như mù quáng hết cả, chỉ biết mùi lòng cảm động trước những lời nói của Hòa thôi. Đắm mình bên nhau trong bồn tắm khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì cả hai bước ra. Hòa quấn cái khăn tắm ngang ngực, còn Quân thì trần truồng đi thẳng về phía giường. Quân chỉ vào chiếc ghế tình yêu đang đặt ở góc tường rồi bảo tình nhân. Em à, thế mình dùng cái kia nhé. Hòa mỉm cười khẽ đánh yêu mấy cái nhẹ nhẹ vào người của Quân. Rồi mấy giây sau đó cả hai cùng dìu nhau lên trốn bồng lai tiên cảnh. Xong xuôi tất cả, Quân nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và thấy đã hơn 3 giờ chiều. Cậu mở một chai nước khoáng đưa cho Hòa, rồi mở một chai cho mình, sau đó thì nói. Thế bây giờ anh đưa em trở lại công ty, để cho em lấy xe rồi về nhé. À đúng rồi, anh quên không để ý. Lúc sáng nay em đến cho anh bằng xe gì thế? Em đi xe máy hay là... Dạ em đi xe ôm anh à. Em làm gì có xe cộ gì đâu. Anh cứ tưởng là em làm ở đó ăn mặc nhảy nhót như vậy thì nhiều tiền lắm mà. Chẳng đủ ăn đâu anh. Đời em cũng chua xót lắm. Nói đến đây thì Hòa rưng rưng sắp khóc. Quân thấy hình như câu hỏi của mình hơi vô duyên, liền tức khắc bảo chữa ngay. Thôi, có cái gì đâu mà buồn. Thế để anh đưa em về thẳng phòng, rồi có gì ngày mai anh báo với em về tình hình công việc nhé. Và lại chờ cho em vào công ty làm việc rồi, anh sẽ sắm xe máy cho em. Em khỏi lo. Hòa nghe xong thì cảm động. Cô đặt chai nước khoáng vừa uống được một ngụm nhỏ xuống cái bàn bên cạnh đầu giường, lao lại ôm chầm lấy Quân rồi run run mếu máo. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người cứu vãn cuộc đời em. Sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Quân vỗ về thêm vài câu rồi dắt Hòa xuống trả phòng. Sau đó tiến ra xe đưa Hòa trở về phòng trọ của mình. Cậu quay trở lại công ty khi lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Vừa cất xe ô tô bước xuống thì từ phía xa Quân đã nghe Tín gọi. Giám đốc ơi! Vừa gọi thì Tín vừa chạy về phía của Quân. Giám đốc, giấy tờ cô Na cô ấy soạn xong cả rồi đấy. Em mang lên phòng cho anh rồi ạ. Anh xem qua có gì báo lại cho em với nhé. Còn mọi thủ tục và sắp xếp cho cuộc họp chiều thì em cũng đã đi báo với các phòng ban chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Quân gật đầu nói ok. Tiến lại mồi thêm mấy câu như lấy lòng cấp trên. Thế anh ăn gì chả? Có đói không? Để em gọi đồ ăn về cho anh nhé. Quân lắc đầu và nói với Tín. Anh đã dặn đi dặn lại rồi. Có từng ấy việc, cứ y như ý của anh mà làm đi. Anh đi mới có một tí thôi. Cô Na cô ấy cứ gọi nhéo nhéo cả lên như thế. Tiến nói thêm giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Ôi dào. Cứ tính bà Na ấy thì xếp lại gì nữa. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người cẩn thận, tỉ mỉ. Em nói đi nói lại cứ theo ý của anh mà làm đi. Bởi vì anh đã căn dặn kỹ như vậy rồi. Bà ấy vẫn không tin. Lại còn nói là em không biết gì cố tình gọi cho anh đấy. Quân nghe xong hừ một tiếng rồi thở dài. Khẽ lắc đầu đi lên vị trí làm việc. Tiến cũng không trở về phòng của mình mà theo phía sau Quân. À sếp ơi. Khi sáng... Lúc anh vừa ra ngoài thì cô có đến đây để tìm anh đấy ạ. Tôi biết rồi. Cậu về phòng đi. Có việc gì tôi sẽ gọi nhé. Quay trở lại phòng làm việc, Quân bước vào đã đánh mắt về phía bàn và nhận thấy một tờ giấy đang đặt gần cái laptop của mình. Quân biết ngay đó là tờ thống kê thành tích mà Na vừa soạn lúc gọi điện thoại cho mình. Rót một ly nước bê lại hạ mình ngồi xuống. Quân ra qua một lượt và thấy quá tuyệt vời. Đúng như ý mà mình mong muốn. Nhưng mà dù có tuyệt vời hơn thế này đi chăng nữa thì Quân cũng sẽ cho nó thành không tuyệt tí nào cả. Quân mở cuốn sổ ra kẹp tờ giấy vào giữa, rồi lôi máy ra nhắn tin cho Tín. Cậu lên phòng tôi nhé. Tôi bảo chút việc. Tín chẳng phải làm gì cả, chưa đầy 2 giây sau đã nhắn. Vâng, đáp lại. Rồi ngay lập tức vội vã lên phòng giám đốc nhận chỉ thị. Quân nói với Tín ngồi lại chỗ bàn uống nước, bắt đầu vào câu chuyện. Tiến này, anh hỏi em một câu nhé. Em thấy bà Na làm việc như vậy có được không? Anh đang định cho bà ta nghỉ việc đấy.
Tiến thì có biết gì về công việc đâu. Bởi vì cậu vai trò chỉ là một chân sai vặt. Nhưng mà Quân đã nói như vậy, thì đương nhiên Tiến cũng phải hùa theo. Thế à anh? Em thì em tin tưởng vào sự nhìn nhận của anh. Thành ra ý kiến của anh như thế nào? Cứ nói với em, để em thực hiện thôi ạ. Quân hớp ngụm nước rồi chép miệng nhỏ giọng. Đuổi việc bà ta thì không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là dễ. Cậu cũng biết đấy. Bà ta làm thư ký cho giám đốc từ khi bố tôi còn tại vị. Và khó hơn nữa, bố tôi luôn khen rằng bà này là một người có năng lực. Thế mới dở chứ. Bây giờ mà đường đường chính chính đuổi việc bà ta, e rằng sẽ khó khăn đây. Phải dùng cách, cậu hiểu chưa? Tín ngập ngừng rồi tự hạ thấp mình nói. Ôi giời, thế cụ thể thế nào sếp cứ cho em biết. Chứ em thì đồ óc bã đổ thế này, đâu có biết gì đâu. Em chỉ biết làm theo chỉ đạo của sếp thôi. Sếp nói thế nào, em nghe như vậy ạ. Tốt. Tôi đúng là không nhìn nhầm người. Cậu khá lắm đấy. Thế rồi Quân vẫy Tiến sang ngồi bên cạnh mình rồi nói. Đương nhiên là tôi đã có cách. Bây giờ thế này nhá. Bản báo cáo thành tích của công ty mà bà Na bảy soạn lại. Bài đó quá đạt rồi. Nhưng mà tôi muốn lát nữa về, cậu soạn cho tôi một bản khác, thật kém vào. Ví dụ như công ty tốt đến 10, cậu viết 1 thôi. Đương nhiên là tôi sẽ mang về cho bố tôi xem, để nói đó là bản cô Na cô ấy đã soạn. Lúc đó thì tôi quyết định đuổi việc cô ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiến nghe xong thì ngu ngơ rồi hỏi. À, vâng ạ, chuyện đó thì dễ ạ. Nhưng mà đến cuộc họp chiều mai thì anh sẽ báo cáo bằng bản nào ạ? Thì đương nhiên là cái bản mà bà Na bái soạn rồi. Cái bản khi nãy đấy. Nhưng mà tôi sẽ nói với bố tôi là bài đó đích thân tôi soạn. Ai chứ ông già nhà tôi ưng sái cổ ấy. Cậu cũng biết tính ưa danh dự của bố tôi còn gì. Thế thôi triển khai đi. Cứ như thế mà làm nhá. Tiến lia lịa gật đầu rồi xin phép trở về phòng để triển khai công việc cho kịp thời gian. Vừa bước đi Tiến vừa cười khổ trong lòng rồi thầm nghĩ. Một người cống hiến nhiều thành tích đến như bà Na, rồi muốn bị sa thải, cũng dễ như trở bàn tay như vậy thôi sao. Thật là cuộc sống này, con kiến không bao giờ kiện được củ khoai. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Tiến thầm lo âu trong lòng. Giờ đến một ngày người bị đuổi đi, cũng sẽ là mình. Và đương nhiên có đến 100.000 lý do để đuổi việc. Đời đúng thật là bạc bẽo cho những người khom lưng làm thuê. Nhưng mà đây cũng lại là một gợi ý để nhắc nhở Tiến phải hết lòng với Quân. Nếu chỉ cần làm mất lòng thì kết cục cũng sẽ giống như bà Na thư ký kia. Mà suy cho cùng thì một người có kinh nghiệm và trình độ thực thụ như bà Na bị mất việc chỗ này sẽ lập tức có chỗ khác chào đón. Chứ một người làm ở phòng ban ô xin như mình thì mất việc chỉ có nước đi ăn mày. Chứ làm gì được đây. Tiến đi rồi thì Quân lập tức trở về trước máy tính mỉm cười trong lòng. Tự dưng thì Quân lại nhớ đến Hòa. Dù mới chỉ xa nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Quân mừng thầm. Cái ngày mà từng giây từng phút được bên Hòa sắp đến rồi. Chỉ cần tống khứ bà Na kia đi, Quân sẽ tuyển dụng Hòa vào vị trí đó, sắp xếp chỗ ngồi làm việc ngay bên cạnh mình. Quân rất tin tưởng vào những dự định mà mình đã vạch ra. Chỉ cần bỏ tiền ra mua cho Hòa 1 tấm bằng, rồi cốt yếu là để phục vụ nhu cầu thân thể mọi lúc mọi nơi thôi. Buổi chiều 1 ngày hôm ấy, Quân đang chuẩn bị đồ để về nhà bởi vì công nhân đã tan làm. Tiến khệ nệ mang tờ giấy mình vừa đánh máy xong đến cho Quân rồi nói. Anh ơi, xong rồi đây anh à. Thế anh xem qua rồi cho em biết với ạ. Em đánh máy không quen, gõ hơi chậm một tí. May mà xong kịp lúc sếp chưa về. Nếu không lát phải ghé qua nhà đưa cho sếp ấy. Quân đã dặn là bắt buộc phải xong để tối nay sẽ có cái gọi là bằng chứng, giao cho bố mình xem. Vì vậy, khỏi cần Tiến phải nói. Nếu như chưa xong thì Quân cũng phải chờ cho xong bằng được. Quân đón lấy tờ giấy, rồi lại vòng lại vào phòng, mở điện lên, đưa mắt đọc qua loa 1 lượt. Đọc đến đâu, Quân tấm tắc khen. Tốt, tốt quá. Sau này, cậu sẽ có khả năng trở thành một nhà bôi bác học. Thế thì bố tôi sẽ tức giận lắm cho mà xem. Khá lắm đấy. Tiến định bật cười. Cuộc đời của mình sao mà rẻ mạt như thế? Nhậm toàn những chức danh người khác, đang ê chề với chức tổ trưởng phòng ô xin. Bây giờ thì Quân lại bảo sau này tương lai làm nhà bôi bác học. Nhưng mà thôi, không cần quan trọng điều đó. Miễn sao có được mấy lời khen của giám đốc là Tiến đã mừng lắm rồi. Quân bỏ tờ giấy vào cặp da bảo với Tiến.
ok cả rồi. Thế cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng trở về đây. Mà tôi vừa gọi, đang đợi cơm. Thế nhá. Quân bước đến khu vực nhà để xe ô tô thì lại nhận được điện thoại từ Hòa. Cậu mừng rỡ nghe máy. Alo, em yêu. Hòa núng nỉu. Dạ vâng. Anh ăn tối chưa? Làm gì thì làm, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá. Đừng có để ốm, em sẽ sót lắm đấy. Quân hôn chụt một cái qua điện thoại rồi nói như reo. Anh đang về đây, bây giờ anh mới xong việc. Này, anh báo cho em một tin nhé. Chuẩn bị tinh thần đến công ty làm việc đi. Anh đã sắp xếp xong cả rồi đấy. Chỉ độ nay mai, em sẽ vào làm thôi. Chuẩn bị đi em nhé. Hòa cũng không tưởng tượng được mọi việc lại nhanh đến như vậy. Cô ta lo lắng rồi hỏi. Em cứ tưởng là anh chỉ nói cho vui thôi chứ. Em tưởng cũng phải mất một thời gian. Và em đã biết gì đâu ạ? Cứ yên chí, anh lo liệu tết. Em không phải lo lắng cái gì cả. Xin nhắc lại với em, anh là giám đốc công ty. Em khỏi để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế. Thôi anh chào em nhé. Tối nay anh sang đón em đi chơi. Anh về nhà cái đã. Yêu em. Thấy Quân gác máy rồi, Hòa cũng hạ máy xuống đặt lên chiếc bàn ở trước mặt, mỉm cười mãn nguyện. Đời Hòa kể ra cũng may mắn đấy chứ. Chưa một lần phải chân lấm tay bùn hay lao động cực nhọc gì cả. Tuy là thiếu thốn tình cảm gia đình một chút, nhưng mà khi đến tuổi lao động thì lại được đưa đường đến cái động gái mại dâm, hành nghề bán sắc, rồi làm trong quán bar cũng đại loại như vậy. Bây giờ khi sắp hết thời, lại được một anh tổng giám đốc của một công ty lớn yêu thương bao bọc. Đúng là tốt số phết. Chiếc điện thoại trước mặt của cô đột ngột có thông báo tin nhắn từ Zalo. Hòa mới nhìn vào màn hình thì thấy nickname của người nhắn đến. Anh Hải, bác sĩ. Đây là một mối quen của Hòa. Mỗi tuần trung bình cỡ 1-2 lần, Hải liên hệ và cả hai lại dìu nhau vào khách sạn để quằn quại thể xác. Những người này thì Hòa không gọi là tình nhân hay là người yêu, chỉ gọi ngắn gọn bằng một từ, khách. Gọi như vậy cũng đúng thôi. Hòa là cô gái bán hoa, còn những người tìm đến Hòa với mục đích bỏ tiền ra mua. Vì vậy gọi là khách thì đâu có gì là sai đâu. Hòa click vào tin nhắn Zalo rồi đọc. Tối nay vẫn như thường lệ em nhé. Vẫn 8 giờ. Anh đợi em ở chỗ cũ. Mà em nhớ đúng giờ đấy. Hòa đáp lại tin nhắn của Hải. Em chưa dám nhận lời đâu ạ. Có gì lát nữa em nhắn tin nói chuyện với anh nhé. Anh đừng liên lạc với em nữa. Em đang bận chút việc. Sau khi nhắn gửi xong, Hòa khóa liên lạc với số máy của Hải và của cả 3-4 khách hàng khác nữa. Buổi chiều hôm nay cô cũng đã liên hệ đến quán bar để xin nghỉ việc, bởi vì đó là yêu cầu của Quân, cô phải làm ngay. Cô muốn xóa hết tất cả những cái gọi là quá khứ, chuẩn bị thay đôi giày mới, bước chân vào một cuộc sống chỉ có toàn là màu hồng thôi. Màn đêm buông xuống được một lúc thì Quân mới về đến nhà. Chiếc xe 7 chỗ vừa chạy vào sân sau, khi cánh cửa cổng rụp rịch đẩy qua một bên, thì bà Minh từ trong nhà vồn vã chạy ra rồi hỏi. Thế sao hôm nay về muộn vậy con? Công ty nhiều việc lắm à? Tội nghiệp con quá. Đưa mẹ cất cạp cho, tắm rửa đi, rồi ăn cơm nhé. Mẹ hầm hạt sen thuốc bắc với gà tần rồi đấy. Bố mẹ đang đợi con về cùng ăn cơm đây. Quân ngay lập tức tỏ ra không vui để cho khớp với câu chuyện mà lát nữa ăn cơm, cậu sẽ thưa với bố. Cậu bảo. Vâng ạ. Công ty hôm nay nhiều việc linh tinh quá, con hơi mệt. Mà sao bố mẹ không ăn trước đi à? Đợi con làm gì thế? Bà Minh quắc mắt nhìn con rồi nói. Như thế sao được? Mẹ đã đích thân nấu món con thích. Đợi con về ăn cùng chứ. Thế thôi vào tắm rửa đi con. Quân bước vào nhà. Ông Minh đang ngồi trên sofa đọc báo. Quân cất giọng. Dạ, chào bố. Có vẻ như là ông đang say sưa với thông tin trên tờ báo, không hề để ý đến lời mà Quân vừa chào. Bà Minh đi phía sau Quân rồi nói lớn. Con nó chào ông kìa. Tối ngày báo vừa đài. Rú rú trong nhà như là gái cấm cung ấy. Thôi, ông cất tờ báo đi cho tôi nhờ. Vào chuẩn bị ăn cơm đi này. Lúc này thì ông Minh mới giật mình, hạ tờ báo xuống, chế cặp kính xuống mũi rồi nhìn Quân. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Nhân tiện, bố hỏi về công việc họp hành chiều mai một chút. Vâng ạ. Con cũng có chuyện muốn nói với bố đây.
Quân nói xong thì bước vào phòng thay quần áo và vào nhà tắm chừng 10 phút thì bước vào mâm cơm thịnh soạn trong bếp mà bà mẹ của mình đã chuẩn bị sẵn. Ngay chính giữa là tô gà tần hầm thuốc bắc, khói còn bốc lên quanh miệng tô, rồi nhẹ nhẹ phảng phất đưa đến mùi thơm dễ chịu. Chung quanh là mấy món ngon nữa, cũng được bà chuẩn bị rất công phu và đẹp mắt. Vừa Hà Minh ngồi xuống, ông Minh đã hỏi ngay. Thế con chuẩn bị cho cuộc họp chiều mai ổn cả chưa? Bố nhắc lại, cuộc họp ngày mai rất quan trọng. Mà khi họ đã đồng ý hợp tác rồi thì trách nhiệm của công ty mình lại càng quan trọng hơn. Con nên có phương án, kế hoạch trước. Quân gật đầu thì bà Minh lại xen vào. Cái ông này, con nó vất vả suốt ngày. Vừa ngồi xuống mâm cơm, ông lại công với trả việc. Thế ông định không để yên cho nó ăn vài miếng à? Quân đỡ lời của mẹ mình. Mẹ, không sao đâu. Bố nói đúng đấy ạ. Thế rồi cậu nhìn sang ông Minh nói luôn. Bố ơi, con muốn nói với bố việc này. Ông Minh đang nhai dở miếng thức ăn trong miệng. Ông ngưng lại nhìn Quân, nhíu mày rồi hỏi. Sao? Có việc gì à con? Con muốn cho cô Na nghỉ việc. Ông Minh giật mình, buông đũa xuống. Cái gì? Sao lại như thế? Con có biết cô Na đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công ty không? Cô ấy là một người có trình độ, kinh nghiệm, làm việc lâu năm ở công ty. Làm sao có thể có ai tốt hơn thay thế vị trí đó được? Mà tại sao con lại muốn cho cô ấy nghỉ việc? Lý do là gì? Quân vẫn bình tĩnh. Cậu lôi tờ giấy mà Tiến đã soạn vào lúc chiều, đang để trong túi áo của mình, rồi đưa về phía của ông Minh, vừa bảo. Con vẫn biết, cô Na cô ấy là người làm lâu năm ở công ty, từ khi mà bố còn là giám đốc công ty. Nhưng mà không thể cứ ở lâu thì lên lão làng được. Cái gì đúng thì mình vẫn phải cho là đúng, còn sai thì cứ phải khách quan mà đánh giá. Quân thở dài thườn thượt rồi cũng hạ đũa xuống chỉ chiết. Thời gian gần đây, cô ấy làm việc chỉnh mảng. Ngoài việc đi muộn giờ ra, thì hiệu quả công việc không bằng một nửa thời gian trước đây. Ngày hôm qua con giao cho cô ấy soạn bản kế hoạch và thành tích. Thì cô ấy soạn thế này đây, bố xem đi. Con thiết nghĩ, cô nào không còn thích hợp với công ty của mình nữa. Con muốn tìm một cô thư ký khác có năng lực hơn, trẻ trung và linh hoạt hơn. Ông Minh im lặng mấy phút để đọc sơ qua mảnh giấy mà con trai của ông vừa trao. Đọc đến đâu, ông lắc đầu ngao ngán đến đó. Thâm tâm thì ông vẫn không tin rằng một người có kinh nghiệm dày dặn như Na lại làm việc thiếu trách nhiệm đến mức ngu ngốc như vậy. Hạ tờ giấy xuống, khá lâu sau ông mới nói. Thế này thì hỏng hết. Thế con đã chuẩn bị lại chưa? Dạ rồi bố à. Cũng may mà con kịp thời đọc được để làm một bản mới. Nói chung là mọi thứ xong hết cả rồi, bố khỏi lo. Có điều là con chỉ muốn nói với bố, con sẽ thay thư ký mới, con không giữ lại cô nàng nữa đâu. Ông Minh chưa nói gì cả. Một người làm việc cẩn thận như cô Na thì ông biết chứ, sao có thể có chuyện này được. Nhưng mà thôi thì mọi chuyện đã rõ ràng như vậy thì biết nói sao nữa. Hơn hết thì bây giờ ông đã tin tưởng giao công ty cho con trai tiếp quản. Dù sao đi nữa thực tế vẫn là con trai của ông phải nắm rõ hơn ông, đành để cho nó tự quyết định. Ông đang bối rối thì bà Minh lại nói vào. Làm việc tắc trách như thế, cứ cho nghỉ đi. Dù sao tương lai của công ty, con mới là quan trọng. Ông Minh không nói gì cả, trở lại dùng bữa cơm, bê bát lên rồi im lặng, tỏ ý đồng tình với ý định của Quân. Sau bữa ăn ngày hôm đó, lúc cả nhà đang ngồi bàn ăn trái cây tráng miệng, thì ông Minh bảo với Quân. Bố tin về cách nhìn nhận của con. Thôi thì con quyết định đi. Cơ mà con tuyển người cũng phải cho kỹ càng. Sinh mệnh của công ty thế nào thì người thư ký của giám đốc đóng vai trò không nhỏ đâu. Quân cũng giả vờ với vẻ mặt lo lắng đáp lời của bố. Con biết chứ bố. Nói thật là con cũng lo lắng lắm chứ. Chả sung sướng gì đâu. Con sẽ chú ý việc này. Bố cứ an tâm đi. Ông Minh bất chợt nhận ra một điều. Từ lúc nãy ăn cơm cho đến bây giờ, nghe những lời con mình nói, ông mới phát hiện Quân đã thay đổi rất nhiều. Biết lo liệu, biết nhìn nhận mọi việc, và điều này đã làm cho ông rất vui, tin tưởng hơn ở con trai của mình. Nhưng ông đâu hề biết rằng thằng con mà ông đang đặt niềm tin đó chẳng có tí tài cán gì cả. Thậm chí là còn qua mặt ông bằng một tờ giấy mà một thằng ở phòng ban ô xin đã đánh máy.
Quân quay trở về phòng của mình. Cậu móc điện thoại gọi cho Hòa. Chuông đồ mới chưa hết hồi đầu tiên thì Hòa đã bắt máy. Cứ y như là cô đang đợi điện thoại của Quân từ khi nào rồi vậy. Alo, anh đây. Anh sang đón em đi chơi nhé. Anh có chuyện vui muốn kể với em đây. Dĩ nhiên là Hòa đồng ý ngay. Đang lúc tình yêu thăng hoa thì không được phép từ chối yêu cầu nào từ phía của Quân. Cô nói: Dạ vâng ạ. Thế khi nào thì anh qua? Bây giờ. Thế em thay quần áo đi, ra ngõ đợi anh. Anh sang ngày ấy, rồi mình đi dạo nhé. Tầm khoảng 10 phút sau đó, Quân đã chở Hòa đến một quán cà phê thưa khách. Quán cà phê này rất độc đáo. Nó độc đáo ở chỗ không bày bàn ghế tràn lan đại hải như tuyệt đại đa số các quán khác, mà mỗi một bộ bàn ghế ở đây được xếp vào một căn chòi nhỏ. Mái thì được lợp bằng lá cọ. Có lẽ rằng quán này được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi đang yêu, hoặc là các cặp vợ chồng nào muốn tìm không gian riêng tư để tâm sự. Quân dắt tay Hòa vào một căn chòi ở phía cuối. Ánh sáng trong này rất hạn chế, chỉ có một bóng đèn mờ mờ, lâu lâu thì lại nhấp nháy như trêu đùa. Hòa vừa ngồi xuống thì Quân đã vội lùn tay vào trong ngực của Hòa. Vừa xoa, Quân vừa vui vẻ nói: Công việc của em, anh sắp xếp ổn hết cả rồi đấy. Chỉ độ vài hôm nữa thôi, em sẽ vào làm việc cùng với anh, sẽ là trợ lý cho anh. Và cái cô kia, anh cho nghỉ việc rồi. Nói đến đây thì Quân như sực nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, anh quên nhỉ, đợi anh một lát. Anh gọi điện thoại một tí. Thế rồi Quân lại lôi điện thoại ra. Khi đầu dây bên kia Hòa không biết là ai, nhưng chỉ nghe Quân nói trước. Alo, anh Quân đây. Chú Đạt đấy à? Thế còn nhớ anh không? Không biết là người đối thoại nói gì, chỉ nghe Quân nói tiếp. Ừ. Anh muốn mua một bằng đại học nhá. Một tuần. Thế nhanh hơn cho anh một chút có được không? Ừ, rồi. Tiền năm không thành vấn đề. Ok. Thế lát nữa kiểm tra Zalo của anh. Anh gửi tên tuổi của người ta cho chú ghi lên bằng nhé. Ừ, ok. Quân tắt máy, nhưng mà hình như vừa nhớ ra việc gì đó, thế nên vội nói thêm trước khi tắt máy. À đúng rồi, anh quên mất. Cứ ghi trên tấm bằng đó xếp loại giỏi cho anh nhé. Yên chí đi, sẽ có thưởng thêm cho chú. Lát nữa thì anh sẽ chuyển vào tài khoản của chú một nửa tiền. Từ khi nào chú làm xong, anh chuyển nốt số còn lại. Ừ, ok nhá. Rồi, anh chào chú. Hòa không lên tiếng hỏi, nhưng mà cô cũng biết thừa là Quân đang liên hệ với một tay làm bằng cấp giả để mua cho mình. Và quả nhiên là Quân đã lên tiếng. Anh vừa mới liên hệ làm cho em cái bằng đại học đấy. Thế là xong. Ngày mai thì anh sẽ đưa em đi mua cái xe máy. Vài hôm đi làm, em có phương tiện mà đi lại. Thế đợi anh một thời gian nhé. Giờ anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh. Chứ mà vội vàng quá thì hỏng hết chuyện. Sợ Hòa hiểu sai ý nên Quân lại nhanh nhỏ giải thích. Em cứ làm một thời gian đi. Rồi cứ coi như anh tuyển em vào là vì em có năng lực thật sự. Và sau này ta yêu nhau vì nảy sinh tình cảm, bất chợt. Chứ đừng để ai biết là mình yêu nhau trước, rồi anh đưa em về làm. Điều đó sẽ làm cho bố anh không đồng ý. Bởi vì cho rằng anh không thật sự tuyển người có năng lực. Em hiểu chưa? Hòa không ngờ là Quân lại tính xa đến như vậy. Đúng là số một. Cô gái lấy việc đi khách để nuôi thân như mình thật đúng là may mắn khi gặp được Quân. Nhân gian vẫn thường nói, nhà dột từ nóc. Điều này nếu như áp dụng vào gia đình của ông Minh thì cũng không hẳn là sai đâu. Trước đây khi có ý chèn chân của Quân vào ghế giám đốc thay cho mình, thì ông cũng đã trực tiếp mua bằng giả để đưa cậu vào. Từ đó khi tuyển tiến vào làm hậu cần cho mình, thì Quân cũng bắt chước việc làm của bố. Rồi giờ đây mua bằng đại học cho một cô gái học chưa hết cấp 2 vào làm chức thư ký của giám đốc. Buổi sáng ngày hôm sau, Quân vẫn đến công ty từ rất sớm và mọi thứ vẫn diễn ra rất đúng như quy trình. Tiến thì vẫn là người vào để hỏi Quân muốn ăn gì để cậu order. Hôm nay thì tâm trạng của Quân không hứng thú đến ăn uống bởi vì sắp sửa phải tuyên bố một việc quan trọng. Đó là cho cô thư ký kỳ cựu Nguyễn Hồng Na nghỉ việc. Quân nói với Tiến: Thôi, hôm nay anh không muốn ăn đâu. Cậu đi báo với các phòng ban. Lát nữa chuẩn bị họp, tôi có việc muốn thông báo.
Đương nhiên là Tiến biết việc cần thông báo của Quân là đuổi việc Quân Hà thư ký. Thế nhưng mà cậu vẫn hỏi lại. Việc gì mà gấp vậy sếp? Hay là anh cứ ăn uống cái gì đi đã, rồi hãy họp chứ. Thế anh nhịn như vậy có được không? Khỏi cần. Không ăn uống gì cả. Cậu cứ đi triển khai công việc như tôi đã dặn đi. Tiếng càng giao lên báo hiệu đến giờ vào làm của công ty. Cũng rất nhanh sau đó thì tất cả phòng ban đã có mặt để dự cuộc họp khẩn cấp. Ai ai cũng nghĩ rằng Quân có điều muốn căn dặn cho cuộc họp với công ty đối tác chiều nay. Chứ không ai ngờ việc quan trọng đó là việc sa thải của thư ký kỳ cựu của công ty. Quân vào đề. Tôi nói nhanh một chút để chúng ta quay trở lại làm việc nhé. Điều đầu tiên thì vẫn là cuộc họp chiều nay. Tôi xin nhắc lại là chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chu đáo. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là tôi muốn thông báo với mọi người về vấn đề nhân sự công ty. Mọi người thì ai cũng hồi hộp dương mắt về phía của Quân chờ đợi. Quân nói tiếp. Quân à, tôi biết cô là một người rất có năng lực và tâm huyết với công việc. Nhưng mà thời gian gần đây tôi thấy cô làm việc quá kém. Vì vậy, tôi muốn cho cô nghỉ việc, để tôi muốn thay đổi một thư ký mới. Mong là cô hết sức bình tĩnh về sự đột ngột này. Tất thảy mọi người cùng giật mình với quyết định bất chợt này của vị giám đốc. Nhưng mà rồi chẳng ai nói được gì cả. Bởi vì ngay sau đó Quân đã thêm. Ngay chiều nay thì chị có thể nghỉ việc. Và vào ngày phát lương của tháng này thì chị quay lại đây để lĩnh lương và làm giấy tờ rút bảo hiểm nhé. Thôi, công việc chỉ có như vậy thôi. Tất cả quay về phòng tiếp tục làm việc đi. Quân nói dứt câu thì thẳng bước ra khỏi cửa, đi về phòng. Và mọi người cũng lục đục đứng lên. Chỉ riêng mình cô thư ký tội nghiệp còn muốn nán lại một chút nữa trước khi rời khỏi cái nơi mà mình đã gắn bó một thời gian rất dài. Bước ra khỏi phòng, Quân thở hắt ra một hơi bởi vì mọi việc như thế là ổn. Chỉ đợi cuộc họp chiều nay kết thúc thì ngay ngày mai có thể rước Hòa vào đây làm việc. Hôm nay bỗng dưng sao mà Quân cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Cậu vui, có lẽ là vì mọi điều đều tiến triển theo như mong muốn của mình. Vì vậy không có một lý do gì để Quân cảm thấy áy náy trong lòng cả. Quân bước về trước tấm biển giám đốc, hạ mình xuống ghế, rồi lại lấy máy ra gọi điện để báo tin chiến thắng cho Hòa. Hòa lúc này thì đang đắp mặt nạ ở nhà tắm, nên không nghe thấy chuông điện thoại của Quân. Quân sốt ruột gọi đến mấy cuộc liên tục, nhưng mà vẫn không thấy hồi đáp từ bên kia. Mãi cho đến một lúc sau, thì Hòa thấy mấy cuộc gọi nhớ của người yêu mới bấm máy gọi lại. Thế em đi đâu mà không nghe máy của anh thế? Làm anh lo quá. Hòa phì cười. Em xin lỗi. Em làm đẹp trong phòng tắm nên không nghe thấy chuông điện thoại. Có việc gì không anh? À, anh gọi cho em để bảo em chuẩn bị ngày mai có thể đến chỗ anh làm việc rồi đấy. Anh đã cho cô thư ký kia nghỉ việc rồi. Nhanh vậy anh? Em cứ tưởng là phải một thời gian nữa chứ. Ừ, phải nhanh. Tính anh là không thích lằng nhằng. Thế em lại quên anh là giám đốc công ty à? Quyền sinh sát anh nắm giữ trong tay. Thế thôi nhá, có gì tối mình gặp nhau, anh dặn dò em thêm một tí nữa. Hòa nói vâng. Đang định hỏi Quân mấy câu để tỏ ra lo lắng thì Quân lại nói thêm. À, anh đặt xe máy rồi đấy. Lát nữa chắc khoảng đầu giờ chiều thì sẽ có người giao hàng đến tận chỗ em. Anh định là chiều nay sẽ đưa em đi mua, nhưng mà anh nhớ ra là chiều nay anh bận họp nên anh mua luôn cho em rồi đấy. Trước khi gác máy, Quân và Hòa trao cho nhau thêm mấy lời có cánh nữa và kèm theo đó là mấy nụ hôn chùn chụt qua điện thoại, rồi mới ấn nút đỏ để tắt máy. Buổi trưa ngày hôm đó, tất cả phòng ban của công ty ăn cơm nhanh chóng, không ai kịp nghỉ trưa, bởi vì đầu giờ chiều nay là bên công ty đối tác sẽ sang họp bàn về vấn đề hợp tác làm ăn. Cuộc họp hôm đó chẳng ngờ diễn ra rất suôn sẻ và công ty kia đã gật đầu đồng ý hợp tác làm ăn với công ty Minh Quân. Đây là một chuyện gặp may nhưng mà lại làm cho ông bà Minh vinh hạnh biết nhường nào. Niềm tin lúc này đặt trọn cả vào đứa con trai yêu quý của mình. Bà nói với chồng. Đấy, đúng là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đấy ông thấy không? Ông cứ nói là con mình đi, không được cứ tích sự gì đi. Thế bây giờ thì rõ rồi nhá. Đường dài mới biết ngựa hay. Ông Minh chỉ cười phụ họa với vợ chứ không nói gì cả. Trong lòng của ông mãn nguyện lắm. Cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ. Hôm nay thì Hòa chính thức đến làm việc tại công ty và vị trí đặc cách là ngồi ngay bên cạnh Quân. Ai cũng ngạc nhiên cả.
Không biết là giám đốc mình tuyển ở đâu mà nhanh như vậy. Nhưng mà họ chỉ thầm nghĩ trong lòng như thế thôi, không ai dám hỏi về việc này. Công ty giờ đây có thể nói là một kho trình độ đi mua. Mấy ai biết được, cái cô thư ký làm việc trong giám đốc kia, trình độ thực sự chưa hết cấp 2. Ấy thế mà vẫn cứ kênh kênh với tấm bằng đại học trong tay. Không những như vậy, là còn vinh dự khi bằng đó xếp loại giỏi nữa. Mấy ngày đầu tiên khi Hòa mới vào đây thì chủ yếu làm quen với máy vi tính và một số giấy tờ văn bản thông thường mà Quân tận tình chỉ dạy từng bước một. Nhưng mà tính ra cả ngày thời gian làm việc của cả hai, nếu như cộng dồn lại thì cũng chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hôm nay, gần 11 giờ trưa, Tiến như thói quen lại vào phòng giám đốc để hỏi xem ăn gì. Khi Tiến bước đến cửa thì thấy bên trong phòng im lặng, mà cánh cửa thì lại không khóa, đang mở hờ. Tiến cất giọng. Sếp ơi! Không có tiếng đáp lại, Tiến thắc mắc. Quái nhỉ? Sao không nghe thấy tiếng? Nếu như giám đốc chăm chú làm việc thì ít ra cũng còn cô Hòa thư ký phải nghe chứ. Nhưng mà rồi Tiến cũng đoán là cả hai đều chăm chú làm việc cả, nên không nghe thấy cũng là điều dễ hiểu. Tiến hé cửa, rồi thò đầu nhìn vào. Liền lập tức rụt đầu lại ngay. Bởi vì trên chỗ sofa ở bàn uống nước, Tiến thấy giám đốc Quân và cô thư ký Hòa đang quấn lấy nhau như mãng xà quấn cột vậy. Tiến khép cửa lại, khẽ cười rồi lặng lẽ bước về phòng. Đợi một lúc nữa cho cuộc vui kết thúc thì lên hỏi sau. Tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì Tiến lại lên phòng đưa tay gõ cửa. Lần này thì giọng Quân đáp ra ngay. Mời vào. Trước mặt của Tiến là Quân và Hòa đều đang cầm cụi chiếc laptop rất say sưa. Tiến hỏi. Dạ, trưa nay anh ăn gì à? Để em đặt cho. Quân giả vờ nói. Ôi, thế trưa rồi cả, nhanh thế nhở? Từ sáng đến giờ nhiều việc quá, không để ý thời gian. Tiến cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh để không bật cười thành tiếng. Đúng là vải thừa che mắt thánh. Bẵng đi một thời gian khá lâu, Quân và Hòa vẫn ngày ngày đến công ty đều đặn và đương nhiên vẫn lấy thú vui xác thịt để làm tiêu chí số 1 cho mỗi ngày làm việc. Cả hai vừa nhập cuộc xong trên ghế sofa, vừa quay trở lại vị trí thì Quân nhận được điện thoại. Quân đoán là của đối tác nào đó, bởi vì cuộc gọi này được gọi vào số máy bàn của công ty. Alo, tôi Lê Mạnh Quân, giám đốc công ty Minh Quân nghe đây. Đầu dây bên kia một giọng quen thuộc cất lên. Dạ, giám đốc, em là Quế, ở phòng văn thư đây ạ. Có một bức thư của bên công ty Thành Mai, là công ty đang hợp tác với mình, gửi đến cho giám đốc. Thế à? Tôi có mang lên đây giúp tôi đi. À mà thôi, để đấy, tôi gọi cậu Tín xuống lấy cũng được. Dứt lời thì Quân tắt máy, gọi để sai Tín. Tín lật đật từ phòng của mình chạy sang phòng văn thư, lại mang bức thư đó lên cho Quân. Hòa thấy như thế thì hỏi. Thư gì đấy anh? À, bên công ty Thành Mai gửi cho mình em à. Chắc là lại muốn mở rộng thị trường hay gì đây? Để anh xem đã. Vừa lúc Quân xé được cái phong bao và lôi ra bức thư của Tổng Giám đốc Thành bên phía Thành Mai gửi cho Quân. Quân đánh mắt, đọc một lượt rồi xong xuôi, ngồi thừa người trên ghế, thở mạnh. Hòa lo lắng hỏi. Sao thế anh? Có chuyện gì à? Quân không đáp. Hòa với tay kéo bức thư về phía của mình. Thì ra đó không phải là thư từ thăm hỏi hay là mở rộng thị trường gì cả, mà chỉ là thư yêu cầu chấm dứt hợp tác. Chấm dứt hợp tác thì cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là bên phía Thành Mai yêu cầu bên Minh Quân đền bù một số tiền khá lớn. Bởi vì trong thời hạn quy định mà nguồn hàng bên Minh Quân không cung ứng đầy đủ, làm ảnh hưởng đến bên kia rất nhiều. Quân lẩm bẩm. Thôi chết rồi, làm thế nào đây? Sao mọi chuyện lại đến nước này chứ? Bây giờ thì Quân mới thấy tai hại về lối lơ là chủ quan của một người lãnh đạo. Nhưng bây giờ đã muộn, nước đã đến chân, nhảy làm sao kịp. Quân luống cuống nhấc máy lên gọi đến cho phía bên công ty Thành Mai. Sau khi nghe máy thì lại càng khiến cho Quân không những thất vọng mà còn xấu hổ. Họ nói rằng bao nhiêu lần gọi điện nhưng mà đều không có người bắt máy. Vì vậy, họ phải gửi thư. Điều đó thì dễ hiểu thôi. Thời gian Quân và Hòa văn phòng đâu có bao nhiêu đâu mà nghe được điện thoại. Cái giá đền bù thật sự quá lớn. Bây giờ biết lấy đâu ra đây. Số tiền thu nhập của công ty trong suốt thời gian qua thì Quân đã cùng Hòa tiêu sạch cả. Quân chợt nhớ ra quay lại rồi nói với Hòa.
Em ơi, có lẽ ba mảnh đất anh đã mua cho em, bây giờ tạm thời bán đi thôi em à. Công ty đang trên bờ vực mong manh quá. Sau này khôi phục lại thì anh nhất định sẽ đền lại cho em nhé. Hòa khẩn khoản rồi nói. Vâng ạ. Thế bây giờ em chạy về đi lấy giấy tờ, rồi nhờ người đang giao bán anh nhé. Cần gấp lắm thì ta sẽ hạ giá xuống một chút cũng được. Anh cứ bình tĩnh đi. Mình đừng cho ai trong công ty biết việc này, càng người ta lại hoang mang ảnh hưởng đến công việc đấy. Nói dứt câu thì Hòa đứng lên đi ngay. Quân cũng được an ủi phần nào trong lúc khó khăn này nhờ những lời nói của cô người yêu. Đúng lúc này thì mẹ của Quân gọi điện đến. Quân đang nỗ ruột nỗ gan nên không muốn nói chuyện với ai vào lúc này cả. Thế nhưng mà hết cuộc gọi đầu tiên thì lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai tiếp đến, khiến cho Quân phải bắt máy. Con đấy à? Mẹ có nấu vài món ngon, mẹ tranh thủ mang đến công ty cho con ăn nhé. Bây giờ mẹ đi luôn đây. Quân khổ sở rồi đáp. Thôi khỏi đi mẹ, con đang mệt mỏi lắm, con không muốn ăn uống gì đâu. Thế thôi mẹ nhé, con đang bận công việc, lúc khác con gọi lại nhé. Mẹ của Quân không hiểu đầu đuôi thế nào, nghe con trai nói như vậy thành ra cũng bực bội. Quân thì không còn tâm trí nghĩ đến chuyện nào khác ngoài chuyện của công ty vào lúc này. Cậu cứ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Hòa đã đi lâu lắm rồi mà không thấy quay trở lại. Quân lôi máy ra gọi, nhưng vẫn là giọng của một người phụ nữ nghe máy. Nhưng không phải là Hòa, mà là giọng của cô tổng đài với giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đúng như vậy, Hòa đã cao chạy xa bay cùng với một đống tiền, ba tờ giấy, nhà đất mà trước đây Quân u muội đã mua và Hòa đứng tên hết. Ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, Quân đến công ty và thấy toàn bộ công nhân đang đình công không làm việc. Thì ra là công ty đã chậm lương của họ đến nửa tháng nay. Quân điều đứng, chết chân tại chỗ. Vậy là công ty đã chính thức phá sản. Kể từ giờ phút này, tất cả những hình ảnh của một cậu Quân đào hoa phong nhã, tiêu tiền không phải suy nghĩ, chỉ còn là hư vô. Câu chuyện của Quân là một bài học cho những người chủ quan, luôn muốn thỏa mãn bản thân, khiến cho tầm nhìn của tương lai bị thu ngắn lại ngay trước mắt của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn đến từ tác giả Nho Hưng. Và giống như những gì mà tác giả đã chia sẻ ở phần cuối của tập truyện này, câu chuyện của Quân cũng chính là một bài học dành cho những người luôn chủ quan, muốn thỏa mãn bản thân, khiến cho tầm nhìn của tương lai bị thu ngắn lại. Với cá nhân của anh Sa thì cái kinh nghiệm mà Sa rút ra từ câu chuyện này đó chính là lỗi không hoàn toàn thuộc về Quân, mà cái lỗi ở đây nó còn thuộc về người bố người mẹ của Quân nữa. Đã biết là con trai của mình không có khả năng, không có năng lực để mà quản lý công ty. Một người chỉ học hết cấp 3, hoàn toàn không được đào tạo và cũng chưa có kinh nghiệm thực tế nữa, mà lại giao cho một vị trí như vậy. Đối với cá nhân của anh Sa thì Sa nhìn nhận như thế này. Trước khi mà chúng ta muốn đảm đương một cái gì đó thì chúng ta phải biết được là mình có năng lực để mà đảm đương nó hay không. Muốn trở thành một người giáo viên thì chúng ta phải được đào tạo về kiến thức sư phạm, đúng không ạ? Sau đó chúng ta ra trường, chúng ta lại tiếp tục học tiếp. Cái việc mà chúng ta đi làm nó cũng là một cách để chúng ta học. Chúng ta học từ thực tế cuộc sống, học từ kinh nghiệm. Chúng ta muốn trở thành kỹ sư, bác sĩ hay bất cứ một ngành nghề gì khác trong xã hội này, chúng ta đều phải học, phải phát triển bản thân mình để tương xứng với cái vị trí đó thì chúng ta mới ngồi vào đó được. Thế cho nên là không biết là cảm nhận của mọi người về câu chuyện này như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.